Các bạn hãy để chế độ 1.25 để nghe hay hơn nhé. Đưa em cho mọi người em đã quay lại với Channel One Thấu Thị Tiên Y tập 1. Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Ở đây là chiếu tài dục ký ư? Đường Hiềm, cậu không sao chứ? Tôi bây giờ thế nào? Cậu có còn nhớ tôi không? Tôi là Phó Hồng Nghị. Cậu hôm nay đã tới cửa tiệm của tôi xin việc. Tôi nhớ ra rồi. Tôi thấy có đám lưu manh đến tìm cô gây rối. Sau đó thì tôi bị bất tỉnh có phải không? Nhưng mà cậu đã tỉnh lại rồi thì tốt. Tôi đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu. Đúng rồi, cậu đói không? Không, tôi không đói. Vậy tôi đi lấy cho cậu một chút gì ăn. Người này lại mặc vàng như sáp, khô khan tự nhiên. Biểu hiện của người bệnh gan, gan bị tổn thương. Hốt thuốc đúng bệnh là muốn trừ bệnh. Lại có thể dùng viên khứ độc hộ gan, trừ hộ gan, lại giúp cho gan lưu thông khí huyết. Một đợt điều trị là thấy được hiệu quả, ba đợt điều trị là hết bệnh. Viên thuốc này lấy kim ngân hòa 1 tiền, bạch thược 1 tiền, địa hoàng 1 tiền 5 phần, trộn lẫn lại rồi luyện. Dùng bình gốm bình thường để luyện chế ra là luyện thành. Thuốc uống 1 lần 1 ngày, mỗi lần 1 viên, 3 tháng là điều trị 1 lần. Chuyện gì vậy xảy ra? Vừa rồi là ai nói chuyện vậy? Anh Thành này từ đâu ra vậy? Có người ở trong đầu mình nói chuyện ư? Ây, không thể nào, trên thế giới này làm sao có chuyện kỳ quá như vậy được chứ? Nhưng mà mình lấy y học cơ sở để xem thì cách điều chế kia đúng là liên quan tới chữa trị bệnh gan, cũng không phải là nói nhảm. Không cầm thành là bởi vì anh ta không có bệnh tật gì sao? Người đàn ông này xương đùi bị gãy, bị tổn thương da nhẹ, vai gãy xương. Dùng thanh luân đoạn tụ cào xoa lên, trên vết thương là có thể chữa được. Quả nhiên. Xin lỗi. Tiên Đường à, cậu đã khá hơn chưa? Tôi lấy cho cậu chút nước nóng. Tôi không sao. Vậy thì tốt. Lấy cho cậu một chút cháo gà, thịt gà rất là dinh dưỡng. Cậu bây giờ rất là cần bồi bổ. Nè, cậu nếm thử một chút đi, xem mùi vị thế nào. Phó tiểu thư à, để tôi tự làm. Vậy cậu dưỡng bệnh cho thật tốt nha. Ngày mai tôi lại trở lại thăm cậu. Đi thông thả. Bất kể nói thế nào thì mình cũng là học y, trong lòng hiểu rõ một chút thương tích nhỏ này sợ là không thành vấn đề. Mà bây giờ quan trọng hơn chính là mong làm việc kiếm tiền. Bố mình mà còn tiền phải chữa bệnh đâu. Đường Hiềm, cậu sao lại ở đây? Hoa hậu của lớp mạc Vivi. Ghê kìa, còn đợt cho tôi biết hiểu kỳ quá như thế chứ. Mà Vivi à, cậu là bên vị này thực tập sao? Đó không phải là biệt hiệu, 4 năm qua cậu đều là nữ thần của nam sinh lớp chúng ta đấy. Đúng vậy, tôi bây giờ ở bệnh viện này thực tập. Cậu cũng vậy sao? Tôi không phải là thực tập, mà là có chút việc. Là vì chuyện chữa bệnh cho bố cậu sao? Tôi cùng trường học có thương lượng với lão sư một chút, chuẩn bị vì cậu cử hành một hoạt động ái tầm viên gốc, có thể xoay sở đầy đủ tiền cho bố cậu chữa bệnh. Cảm ơn cậu. Vậy tôi đến lúc đó sẽ liên lạc với cậu. Xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao mà tới nhiều xe cứu thương như vậy? Hình như xảy ra chuyện rồi. Tôi đi vào trước gặp lại sau. Giờ đầu quá, ở nhiều đường một chút đi. Quay cho qua cho qua. Màu cô bé đã hôn mê rồi, phải lập tức đưa vào tiến hành cấp cứu. Nhưng bệnh nhân kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là trúng độc tập thể hay là lấy bệnh gì khẩn cấp à? Đường Hiềm, tại sao cậu còn chưa trở về? Nhưng người đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều trẻ còn đưa tới phòng cấp cứu như vậy? Ngộ độc thức ăn, một nhà trẻ tập thể ngộ độc. Chuyện bây giờ rất là nghiêm trọng. Đường Hiềm mà, cậu cũng tới giúp một chút đi. Không thành vấn đề. Bụng con đau quá. Cậu hỗ trợ chăm sóc mấy đứa trẻ kia. Có cái gì dị thường thì nói cho tôi trước, tôi phải tiêm cho những đứa trẻ khác. Được. Giờ đau quá. Đứa trẻ này sắc mặt xanh đậm, môi hơi đen, tinh thần đờ đẫn, triệu chứng của bị trúng độc.
lại tới rồi. Không bằng nhân tiện thử một chút. Loại độc này là độc thức ăn bình thường, dùng sơ cấp giải độc tán là có thể giải được sơ cấp giải độc tán. Lấy kim ngân hoa 1 tiền, phòng phong 2 tiền, xích nhược 3 tiền. Công kiều liền chế dùng bình gốm bình thường là được. Thuốc sau khi thành thì pha với nước uống 1 ngày 3 lần, chia làm sớm trưa tối, 7 ngày sau là một đợt trị liệu. Một đợt trị liệu là có thể giải trừ được hết độc trong cơ thể, các triệu chứng ngộ độc đều sẽ được giải. Sơ cấp giải độc tán à, cái loại này thật giống như là rồng ở trong tiểu thuyết giao hiệp. Cách điều chế này thực sự là hữu dụng sao? À vui chủ nhiệm mà, bây giờ bệnh nhân đều đang ở đi cấp cứu, tình huống rất là bất ngờ, làm cho chúng tôi có chút luống cuống. Mà họ rốt cuộc đã ăn cái gì mà dẫn tới ngộ độc gì? Hình như là ăn nội tạng động vật mà trúng độc. Cụ thể là nguyên nhân cảnh sát cũng đã cùng ngành đã có liên quan đang gấp rút điều tra. Chắc chắn là liên quan tới những cái tên thường già vô lương tâm kia. Đây đã là lần thứ 3 của tháng này xảy ra ngộ độc thức ăn rồi. Lần trước ghi ra đã mất 1 mạng người. Ờ, là lão sư Vương Lị hả? Người bạn nhỏ này có phải là rất đau bụng mau mau cho tiêm atrazine? Vâng thưa chủ nhiệm. Tiêu hả? Lấy đồ nấu mửa hoặc là nước miếng của bệnh nhân, dùng vi khuẩn trà rõ căn bệnh. Vâng vâng, bây giờ làm ngay đi. Có bệnh nhân nhịp tim thất thường, không tốt lắm, mau đi. À, nghiêm trọng như vậy sao? Sẽ không xảy ra án mạng đi chứ? Bất kể thế nào thì cũng phải thử một chút các loại giải độc tan đó, nó không chừng còn có thể hiệu quả, có thể giải trừ được những độc tố tồn lưu trong cơ thể của bọn trẻ. À đại phu à, bóp những loại thuốc này cho tôi còn dùng gấp. À được. À, tôi làm gì đây? Đường Kim, cậu đã chạy đi đâu vậy? Không phải là nó giúp tôi chăm sóc bệnh nhân hay sao? À, thôi lại xin lỗi, tôi có chút việc. À đúng rồi, cậu có bình đựng nước gì không? Ừ, đây là bình nước uống của tôi. Cậu không phải là muốn lấy nó đi uống nước đây chứ? À không phải như vậy đâu, tóm lại tôi muốn dùng một chút. Bình nước của Mạc Vì Vì đã dùng qua. Hỏi thử nam sinh của chúng ta, ai mà không muốn lấy uống một miếng nước thử chứ? Nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm để làm cái đó. Tiêu Kim, cậu giúp tôi trông đồ một chút, tôi phải đi tìm với chủ nhiệm. À được rồi, cậu mau đi. Nghi rồi, cô ấy đã không chịu nổi nữa rồi. Bất kể thế nào thì cũng phải thử một lần đi. Thế nào, thuốc này có tác dụng chưa? À chết rồi, nghi rồi. Thật giống như là bệnh tình còn nặng thêm. Cô có khỏe không? Sức mạnh của ấy hình như là đang chuẩn bị tốt. Thôi, sơ cấp giải độc thật là hữu dụng. Thần y trong đầu mình đúng là thật mà. Mình có lẽ có thể cứu được bố rồi. Vô chú nhìn mà, bệnh nhân của ấy, cô ấy... Đây là chuyện gì vậy? Tại sao lại đột nhiên khế lại rồi? Bệnh nhân không có sao. Vô chú nhìn mà, quá kỳ lạ. Vừa rồi tôi còn tưởng rằng là không xong rồi, ai ngờ đột nhiên hồi tỉnh. Hơn nữa hình như là nhìn thấy được dáng vẻ rất bình thường. Cô ấy môi chuyện sắc đỏ, nhịp tim ổn định, không có gì chuyện gì nữa rồi. Cảm giác tôi rất tốt, chỉ có là đầu còn hơi choáng váng, vô lực luôn muốn ói. Cô ăn đồ không sạch sẽ, cơ thể ói ra chính là hiện tượng tốt. Thấy cô như vậy thì không còn lo lắng nữa, an tâm nghỉ ngơi đi. Vô chuyện gì mà bác sĩ Thiệu gọi cô, phòng bệnh số 5 có bệnh nhân đã hôn mê. À tôi nghĩ cô ấy ói rất là tốt, sợ là bị mất nước, cần truyền nước biển. Nếu như có gì thường thì lại tới gọi tôi. À được. Quá kỳ lạ, bệnh nhân vừa rồi lúc đưa tới triệu chứng trúng độc rất là nghiêm trọng, sao đột nhiên cô ấy liền tự có chuyển biến tốt rồi? Cậu không có ngửi thấy được cái mùi thuốc bắc hay sao? À đúng rồi, có mùi vị thảo dược, chẳng lẽ cậu... Đúng vậy, vừa rồi tôi thử đút cho cô ấy một chút thuốc bắc, không nghĩ tới là hiệu quả tốt như vậy. Mà Vì Vì à, chúng ta mau cho những bệnh nhân khác uống đi, thuốc này giải độc hiệu quả rất là tốt. Cái gì? Cậu vừa rồi nói là bệnh nhân này là vì uống thuốc bắc của cậu chuẩn bị mới giải trừ hiệu chứng trúng độc hay sao? Tầm tay cậu làm sao có loại thuốc bắc tốt như vậy, mà làm sao mà làm có? Ông ngoại của tôi cho tôi thuốc, ông ấy là lão trùng mì, đối với phương diện giải độc này rất là nghiên cứu. Cũng không thể nói là trong đầu mình có được một lão trung y dược. Được rồi Mạc Vì Vì, có người quan trọng, chúng ta mau dùng giải độc tán này đi cứu những đứa bệnh nhân trúng độc khác đi. Được. Ngoài
Uống cái này xong là sẽ không sao nữa rồi. Về độc tán, chuyện này cậu phải giúp tôi giữ bí mật. Nếu như có ai hỏi tới thì cậu có nói là tổ thuốc của một lão trung y kia không muốn tiết lộ thân phận thật. Bệnh nhân kia vừa rồi nghe được chưa? Cô ấy sẽ không nói ra chưa? Không có sao, có lẽ cô ấy đang mơ mà. Cũng có lẽ các bạn là không nghe thấy. Tình huống này thật là không thể cho bất kỳ ai biết. Nếu không mình sẽ phải trở thành chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Nè cậu kia, cậu làm gì thế? Cậu đút cho bọn họ uống cái gì? Tôi đang chờ mấy dùng thuốc. Thuốc gì? Cậu không biết là không thể tùy tiện dùng thuốc hay sao? Thuốc bác rất có tác dụng. Vừa rồi những bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt dùng xong đều rất tốt, tốt nhìn lên. Không tin thì cô đi phòng chăm sóc đặc biệt số 2 nhìn xem. Cậu nói năng nước của gì đấy? Thuốc bác làm sao có hiệu quả tốt như vậy? À đi đã, làm sao mà cảm giác cậu làm mặt như vậy? Cậu không phải là người của bệnh viện chúng tôi sao? Cậu xem đi, đứa bé ối rồi đấy. Tình trạng nghiêm trọng hơn, đó là cậu hại nó. Ối ra là tốt. Em bé không sao, tôi phải tiếp tục mớn thuốc cho những đứa trẻ khác. Bảo vệ à, bắt người này lại. Cậu ta ở lại ở đây cho bệnh viện bệnh nhân uống thuốc bừa bãi. Nè, cậu tới đi cho tôi. Bảo vệ đại ca, cái người nhầm lùi. Tôi là tới hỗ trợ các người. Dùng thuốc này xong những đứa trẻ khác đi không sao. Các người có thổi bằng hộp của tôi mặc vì vì cô ấy cũng đang dùng thuốc này cứu người ở bụng chăm sóc đặc biệt bên kia. Cậu thì tôi ra ngoài, đừng có làm ảnh hưởng bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân. Tôi thấy cậu còn là học sinh đấy nên không muốn đánh đi. Chờ một chút. Chú nhiệm vườn, chú nhiệm vườn, cô tới rất là đúng lúc. Ở đây có người đang không biết từ đâu ra hắn lại liếng cho bệnh nhân uống thuốc bắc. Tình hình thì tôi đã biết rồi. Cậu tên là gì? Đường Khiêm. Đường trong triều được. Với Khiêm chồng Khiêm Tốn. Vương Lộ Hà là nữ thần chân chính trong lòng chúng ta. Không những là xinh đẹp bề ngoài, cao quý khí chất thì thanh nhã, hơn nữa thì học thức siêu quần, dày công tu dưỡng y học đỉnh cao. Trước kia nằm mơ cũng thấy mình giới thiệu cho cô ấy hy vọng có thể cùng trao đổi mấy câu. Nhưng mà Vương giáo sư lại là người bận rộn, không phải là cái loại học sinh bình thường có thể tiếp xúc được. Không nghĩ tới cô ấy bây giờ lại đứng ở trước mặt của mình. Cậu cho bệnh nhân dùng loại thuốc đó là làm sao mà có? Thuốc là do mặt vi vi đưa tới. Nghe nói là lão trung y giấu tên cho cô ấy một tô thuốc. Có thể là lão trung y không muốn tiết lộ danh tính. Thật không? Mà vi vi quá thật là cũng nói như vậy với tôi. Cậu có biết là khi chính mắt nhìn thấy thằng thuốc kia trong nháy mắt chữa bệnh cho bệnh nhân, tôi đã sức kinh ngạc không? Ban đầu tôi cũng không dám tin, cho đến khi sự thật đặt ở trước mắt mình. Đây tuyệt đối không phải là một tàn thuốc bình thường. Thuốc bắc, nếu như có thể sử dụng thì chắc chắn là phúc của bệnh nhân. Tôi tin tôi thật ra là học trung y. Tôi cũng nghiên cứu không ít về trung y học, phát hiện trung y bác đại tinh thâm, khó mà hiểu thấu. Bây giờ có loại thuốc này có được bệnh nhân, chúng ta rốt cuộc cũng có thể trở trời rồi. Cái đó cũng có bệnh nhân chưa uống thuốc, chúng ta cho bọn họ uống thuốc đi. Đúng. Một, cho mọi người cùng uống thuốc loại thuốc này. Rõ. Thật là xin lỗi, vừa rồi là tôi hiểu lầm cậu, hóa ra cậu cầm tôi thuốc lợi hại tới như vậy. Cô cũng là quan tâm bệnh nhân mới ngăn cản tôi. Thuốc này thật ra thì với tôi không có quan hệ gì nhiều lắm, tôi chẳng qua là giúp đúc thuốc mà thôi. Mau đi lấy bình nước nóng lại đây. Đây, uống cái này sẽ khỏe lại ngay. Ngoan, uống cái này đi. Tốt quá. Tình hình bệnh nhân đã có chiều hướng với ổn định, có thể mở lối đi thăm bệnh. Vâng. Còn tôi có khỏe không? Chị ơi, con của tôi, con ơi. Ôi, cảm ơn bác sĩ. Chưa nhiệm vườn, chuyện này có thể thật sao? Tôi toàn mãi nhìn thấy không thể nào là giả được. Hai thực tập sinh cầm tới giải độc tán. Quả thực hiệu quả giải độc rất là thần kỳ. Đối với chữa trị lần trúng độc thức ăn này là phương pháp tốt nhất, đặc biệt với cái loại bệnh này. Nhưng mà theo như lời cô nói thì cái tên đó là học sinh. Tên là Đường Khiêm căn bản không phải là thực tập sinh của bệnh viện chúng ta, cũng không có trong danh sách thực tập. Căn cứ hình ảnh theo dõi thấy cái loại thuốc kia không phải là của mặt vì chuẩn bị, mà là Đường Kim kia mang tới. Nói cách khác thì giấy độc tán đó là từ tay cậu ta làm cầm ra. Cho tới nói qua, giấy độc tán đó không phải là tô thuốc do chính bọn họ vui ra, mà là một lão trung y không tiết lộ danh tính giao cho bọn họ. Vốn là bệnh tình khó không chế, lại bị một bộ nhỏ thuốc đồng y giải quyết. Nếu như mà thuốc này đúng là
người mai danh ẩn tính lão trùng mì kia kia ra, thì chúng ta phải tìm ông ấy, thuận tiện hỏi ông ấy một chút. Nhưng mà bây giờ mà vì bọn họ căn bản là không nói ra tên của lão trùng mì kia, đối phương lại không muốn tiết lộ danh tính thật sự, bọn họ không có cách nào. Được người nhờ vả chuyện đã hết lòng thì cũng không thể lật lọng, không có chữ tín thì cũng phải nghĩ cách biện pháp tìm được lão trùng mì dùng thuốc tự như thần kia. Chúng ta cũng không có lòng riêng gì, cũng sẽ không hại ông ta, chẳng qua là suy nghĩ cho đông bảo bệnh nhân. Chị Nhiệm Vương cũng với mặt vì bọn họ thân thiết, chuyện này sẽ giao cho cô. À được, để tôi thử một chút. Có bệnh viện chuyên khoa thận trong đầu mình, quý tần sự khiến lại có được cái loại thuốc kia, nếu như có thể giải được bệnh nhân trúng độc cấp cứu thì cũng như là có phải là tổ thuốc hữu dụng với bệnh của ba mình. Để mình thấy ông ấy thì liền có thể bắt được cái tờ thuốc chữa khỏi bệnh của bố rồi. Tiền ta, tiếp theo chỉ còn nhìn vào bố là được. Bố thần suy kiệt, đó thời kỳ cuối, tình hình nghiêm trọng, bị thời gian lâu như vậy thì cả người tuyền tị không chịu nổi, gây trơ xương. Bệnh nhân này vẻ mặt u ám, da thịt có chút lồm xuống, còm thơm tóc trắng khô rụm tóc, biểu hiện phù nề chân tay. Bệnh đã vào giai đoạn nguy kịch, thuốc thông thường chỉ có thể đạt được tiêu chuẩn, không thể nghịch chuyển. Nếu như muốn trừ tận gốc trước tiên thì trị phù nề chân tay chỉ có thể dùng sơ cấp hoàng khí đàn. Tới rồi, sơ cấp hoàng khí đàn là tiền đàn cấp thấp, cho thuốc cần linh thảo một cây, đại hoàng 3 tiền, xuyên bối 2 tiền, công cụ luyện chế phổ thông lò luyện đan là được. Đan thành mỗi ngày 1 viên, 7 ngày làm một đợt điều trị, 2 đến 3 đợt điều trị bệnh được trừ tận gốc. Linh thảo, cái loại dược liệu này vừa nghe đã là giống như đồ trồng trị thuyết hiện ảo rồi, nhưng mà trong thực tế căn bản là không có. Cái này phải đi nơi nào để tìm được đây? Dược liệu không đủ thì không có cách nào để luyện chế cái gì mà gọi là sơ cấp hoàng khí đàn. Chứng uremia ở Trung Quốc trung cổ y được gọi là chi tướng, mà với phù nợ cho nên cũng không có nói sai. Hơn nữa chức năng thận suy kiệt đến như thế này rồi thì bệnh còn gần như là thời kỳ cuối, thông thường thì thuốc cũng sẽ vô dụng, nhiều nhất là bảo thủ chữa trị, nhưng mà không có cách nào để khiến cho bệnh tình nghịch chuyển. Cho nên mặc dù không biết linh thảo trồng cách điều chế linh dược, linh thảo là dược liệu gì, nhưng mà tổ thuốc này là thật, có tổ thuốc thì có hy vọng. Nè Tiêu Khiêm, em qua đây. Chị dâu. Tiêu Khiêm, chuyện công việc bây giờ thế nào? Công việc ổn định, mỗi tháng hơn 3.000, còn bao ăn dùng trả tiền viện phí cho bố, chi tiêu cũng không nhiều lắm. Con có thể đi làm thêm kiếm tiền thêm thu nhập. Vậy thì tốt quá, cũng không nên quá mệt mỏi. Anh em ngã xuống, em là trụ cột duy nhất của đường dây chúng ta, như thế nào thì nữa thì em cũng không thể suy sụp. Nếu không chị và ba mẹ thật là không biết phải làm như thế nào bây giờ. À đúng rồi, số tiền này cho em. Anh Đường Lượng lại xảy ra tai nạn, xe cộ bị liệt. Nhà chị dâu thì liền nói anh ấy là sao là tầng một, nhưng mà chị dâu lại không rời đi. Bây giờ bố mình lại bệnh, chị ấy lại chịu nhiều ủy khuất mới mượn được số tiền này. Chị dâu, chị đối tốt với nhà chúng ta, sau này em nhất định sẽ trả lại cho chị gấp 10 lần, không gấp 100 lần. Tôi phòng làm việc, đi đường cậu qua đây. Tìm tôi có chuyện gì? Bác sĩ Hoàng, cậu ngồi xuống trước đi. Đây là kết quả mà bố cậu vừa mới làm kiểm tra. Trong báo cáo viết cậu hẳn đã thấy rõ ràng, bây giờ bệnh tình bố cậu cũng không lạc quan. Hồ tiên sinh, ông nhất định là có cách khống chế có phải không? Tôi vẫn luôn tin tưởng bệnh viện của các người có cách chữa trị cho bố tôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cũng chỉ có thể là cố gắng. Cậu cũng học y học, hẳn là biết bệnh tình của bố cậu là tình hình gì, đã đến mức độ nào. Ông ấy đã là thời kỳ cuối chức năng thận suy kiệt rồi. Tại sao chứ? Phó tiểu thư, tôi tới rồi. Đường Khiêm, cậu ở đây rồi. Làm sao mà không nói tiếng nào liền rời khỏi bệnh viện đi đâu vậy? Cậu không phải là nghỉ thờ mấy ngày sau? Cảm ơn cô, tôi đã không sao rồi. Tôi muốn tới hỏi cô còn có nhận người làm nữa hay không? Muốn thì muốn, cậu tốt như vậy, người ta dĩ nhiên là muốn tiền lương của cậu cũng chuẩn bị xong. Đây là 3.500 là tiền ứng trước lương tháng đầu của cậu.
còn có 1.000 rưỡi, cậu cầm một chút đồ bỏ đi. Dù sao thì vì tôi mà cậu bị thương, còn 10 bộ. Tôi bị thương nhẹ, không có việc gì. Hơn nữa tôi còn chưa bắt đầu làm việc đã lấy tiền cái này. Đừng khách khí với tôi. Tôi biết bố cậu cũng còn tiền gấp, cứ cầm đi. Vì cảm ơn cậu. Sau này cứ yên tâm mà làm việc ở đây. Bình thường thì thu đồ đạc trong tiệm giúp tôi. Có thời gian thì đi giao hàng. Tiệm của chúng ta thường là sẽ mở vào 9 giờ sáng, 5 giờ đến 6 giờ chiều sẽ đóng cửa. Nếu như cậu có việc bận thì cứ xin tôi cho nghỉ. Nếu không có tình huống gì đặc biệt thì đâu sẽ đồng ý cả, không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề. Lò hương kia, đó là lò luyện đàn bạc quái, chính là cái thứ mà hồn quà cầu đồng trúng đó. Đây là lò bạc quái luyện đàn á? Đây, nếu đây là một lò luyện đàn, vậy thì đúng rồi. Vì thần y giả chùi vào trong đầu mình kia chắc chắn là có liên quan tới chiếc lò đan này. À, Võ Tiểu Thư, cô bán chiếc lò bắt quái luyện đan này thế nào? Cậu thích chiếc lò này? À phải, tôi cảm thấy nó rất là thu hút, khiến cho tôi thích nó. Cô có thể nhường lại cho tôi chiếc lò này không? Nếu như cậu thích như vậy thì cứ mang về đi, tôi tặng cậu luôn đấy. Ấy ấy, đây là đồ của tiệm, sao tôi có thể lấy miễn phí được chứ? Cô nói đi, bao nhiêu tiền hiện tại tôi không trả được, nhưng mà cứ cho tôi ghi nợ trước. Sau này tôi nhất định sẽ trả đủ cho cô. Vậy thế này đi, 3.500, cũng là số tiền lường một tháng của cậu. Không cần phải trả ngay bây giờ, cho tới lúc đó thì cậu có khoản tiền dự rồi trả rồi, tôi sau cũng không muộn. Ok, cứ quyết định như vậy đi nhé. Có thể thế nào? Thì cũng nhìn thấy đây là một chiếc lò bình thường, nhưng lại là mờ cảm nhận được một chút khí tức linh động. Mọi kỳ tích bắt nguồn từ nó thôi sao? Ủi? Không ra ngoài được. Đây là đâu? À dạ, có tôi với, nóng quá. Có ai không? Có mốt có tôi với. Lửa lớn quá. Lò kỳ, mình vẫn chưa chết sao? Nằm mơ, nhưng mà trước giờ mình chưa từng thấy mơ một giấc mơ nào mà chân thực tới như thế. Đáng sợ tột cùng. Lê Chi Đào. Chào buổi sáng Chi Đào. Chi Đường, không phải là chị không nỡ tình, chỉ là cậu nợ tiền thuê nhà chị quá lâu rồi đấy. Nếu như cậu thực sự không thể đóng được tiền nhà, vậy thì dọn đi đi. Nơi này của chị không phải là chỗ làm từ thiện, thế nên không thể cho các cậu ở miễn phí mãi được. Chị Đào à, xin chị tôi thả cho em thêm vài ngày nữa thôi, có được không? Em có thể viết giấy nợ cho chị, để lúc đó em sẽ trả hết cả cục luôn, thì đối là không thiếu một đồng, tính thêm chút lãi cũng được ạ. Lại thư tả không tới đâu, nhiều nhất là một tuần. Nếu như cậu còn không chịu đóng tiền nhà nữa thì tôi sẽ gọi người tới dọn hết đồ đạc của cậu ra khỏi căn phòng này ra ngoài. Cậu đừng có làm khó tôi quá. Nếu như ai cũng giống như cậu, vậy thì bảo tôi thuê phòng rồi đi cặp đất mà ăn à? Bây giờ chuyện quá gì thế này? Không thế nào, không có học mà. Ảo giác đây, chắc là ảo giác rồi. Cậu nhìn lung tung cái gì đấy hả? Đã kết hôn rồi mà còn không chịu ăn phận à? Em chưa kết hôn. Người phụ nữ ở cùng cậu kia không phải là vợ cậu thì lại hả? Mọi người đều nói ra hết như thế đấy. Ý chị là đang hỏi. Vậy anh chị đâu có nghe bộ họ nói bậy, đó là chị dâu em. Chị dâu? Cậu và chị dâu cậu hai người ở chung một căn phòng. Chị đợ, chị ta suy yếu lầm rồi, chị ấy là chị dâu của em. Sao chú em có thể làm ra cái loại chuyện nhục nhã như thế được chứ? Bọn em đây là thật sự không có tiền thì mới phải ở chung như vậy. Thật sự không có tiền? Em nói thật cho chị biết vậy. Mọi chuyện là như thế đó, nếu như chị không tin thì có việc đến bệnh viện chứng thực. Tiểu Đường, chị xin lỗi cậu, chị trách nhiệm trách lầm cậu rồi. Vốn là chị luôn tưởng rằng bọn cậu lương lẹo, có tiền mà không chịu đóng tiền nhà, thì ra là bạn của cậu thực sự là đang gặp khó khăn. Nếu như chị bị sớm thì chắc chắn sẽ không làm khó cậu đâu. Cậu xem đi, chị cũng đã không phải là cái loại người lông và sắt đá mà, có phải không? Em biết, ai bảo chị đào cao thượng khoan dung, hiểu lòng người khác chưa? Thế nên chuyện tiền nhà vẫn là mong chị thừa thả cho em tóm vài hôm nữa.
Một khi có tiền, em là tự đóng cho tiền cho chị ngay. Phải đóng bao nhiêu thì bấy nhiêu, một đồng cũng không thiếu. Chị tin cậu mà, cậu cứ yên tâm kiếm tiền mà chữa bệnh cho bố cậu đi. Chuyện tiền phòng không cần gấp đâu. Sau này chị cũng sẽ không đến giúp cậu nữa. Chị có coi như là bọn cậu đã đóng rồi. Cảm ơn chị Đào nhiều. Vừa nãy sao mắt mình lại có phản ứng như thế nhỉ? Là ảo giác sao? Một lúc, này không phải là ảo giác, mà hiện tại mình có thể nhìn thấu rồi. Nhìn thấu? Ui, mình có đôi mắt nhìn thấu trong tiểu thuyết rồi. Chắc chắn điều này có liên quan tới chiếc lò bạc quái luyện đàn kia. Con ác mộng đó chắc là cũng thế. Chiếc lò đan này đúng là một món tiên khí, thật sự là không giống với cái vật bình thường. Xem tình hình này thì không thể nào đi cho nó ở đây được, nên mang trở lại thôi. Để tạm thời ở tiệm đồ cổ của phó ti thự trước đã thì tốt hơn. Phố đồ cổ. Ti đường, đến sớm thế à? Chiều buổi sáng phó ti thự. Wow. Dạ, sao lại to thế chứ? Phi lỡ chứ nhìn, phi lỡ chứ nhìn. Không được dùng năng lượng gì tổ để nhìn trộm cơ thể phụ nữ đâu. Thiếu đường. Thứ cậu cầm trên tay là chiếc lò đồng hồ kia có phải không? Sao lại mang về đây rồi? Trật tự trị an ở bên khu trọ của chúng tôi không tốt. Bảo vật thì quy báu thế này, nhớ bị kẻ trộm khác mất thì sẽ tổn thất nặng nề lắm. Tôi định gửi nó lại trong tiền của chúng ta một thời gian đã. Phải thi thừa, chuyện này không vấn đề gì chứ? Đương nhiên là không vấn đề rồi. Cậu cứ đỡ nhà phía sau kho đi. Ở đó có một kho chống trộm, còn có cả kịch sát nữa, an toàn hơn nhiều. Nếu như cậu vẫn không yên tâm thì buổi tối có thể ở lại đây trông coi cũng được. Coi như là trông cả đồ đã ở trong tiệm với tôi luôn. À đi thôi. À phó ti thừa, cái này đỡ đâu? Để tôi thử xem. Món đồ gốm này là... cuối cùng cũng quét dọn xong rồi. Từ truyền trộm gái sinh ra thì năng lực nhìn thấu kìa, con có thể làm được cái gì khác không ta? Có ý nghĩa hơn không nhỉ? Hay là dùng để đánh bạc giống như thần bại? Nhìn thấu quân bại của người khác thì từ đó có thể đẩy sát tứ phương. Ây, không được, không được. Đánh bạc là việc làm vì pháp luật của đất nước, không được phép làm. À phải rồi, hay là mùa về số ô lê thế cào may mắn gì gì đó, cái kiểu mấy cái thể mà trúng thưởng ấy. Mùa về số là việc làm chính đáng hợp pháp, tiền trúng thưởng thì cũng là hoàng minh chính đại. Ăn cơm trưa xong đi luôn. À cậu trai à, lần đầu tiên đến tìm sổ số chúng tôi có phải không? Hoan nghênh đến thăm tìm sổ số hủy dành mộng của chúng tôi. Cậu đã đến đúng chỗ rồi đấy. Có vô số người chơi sổ số từ chỗ chúng tôi đều trúng thường cả đấy. Tuần trước vừa mới có một người bạn trúng giải nhất cờ đấy, tổng cộng trúng là 500.000 tệ luôn. À vậy sao? À cậu trẻ trẻ à, bình thường cậu thích chơi sổ số kia nào? Bốc hai màu, bốc thầm trúng thưởng, ai là thế cào may mắn? Thế cào may mắn đi. À, hôm nay tôi đặc biệt giới thiệu cho cậu về cửu cung. Cách chơi cửu cung này là cách trúng thưởng nhiều nhất của những thế cào may mắn trong khoảng thời gian gần đây. Có tới vài người trúng thưởng lớn, lên tới mấy nghìn tỷ lần đấy. Nhìn xuyên thấu, thấy rồi. Không trúng rồi. Không trúng. Cái này cũng không trúng. Cái này cũng không trúng mà. Dạ, tất cả đều không trúng sao? Người khác thì mua thẻ cào may mắn chỉ đếm số tờ. Hôm nay mua bao nhiêu tiền thì tùy tiện lấy vài tờ là được. Ai lại như cậu ta cầm thẻ cào nhìn chầm chầm cả nước ngày vậy chứ? Coi như là có thể nhìn ra được cái gì không bằng. Cái này không trúng. Cái này trúng nè. Trong người em này có vẻ rất lành ngờ ha. Cậu đây là đang mua thẻ cào hay là đang ngắm nghía thưởng thức thẻ cào thế? Cảm thấy mấy cái tấm thẻ cào này là tác phẩm nghệ thuật à? Có thể nhìn ra được ẩn ý thầm thúy gì chắc? Cái này anh không hiểu rồi. Mỗi người có cách chơi sổ số của riêng mình, giống như là tìm đồ cổ của các anh gì đây. Xem muốn đồ cổ thì chẳng phải cũng cần nhìn rất lâu đấy hay sao? Nội thế thì cũng phải. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy có người hưởng thú với thẻ cào tới như vậy đấy. Đúng là mở mang tầm mắt. Mua đồ thì phải trả tiền. Tôi bỏ tiền ra thì xem một tí cũng không được chắc. Không phải, đó là điều đương nhiên mà. Đầu to, mang cho tôi vài tờ đi. Tôi phải học tập người anh em này một chút, biết đầu cách của cậu ta lấy có hiệu quả, tìm ra được giải thưởng lớn thì sao.
À, anh bận, anh chơi cái loại nào? Chơi 12 con giáp đi. Không thành vấn đề, anh cứ vì chọn thoải mái. Ai đều không trúng. Ơ, lơ dài thường lớn. Anh bận. Hả? À, cậu làm cái gì đó? À, chúng ta làm một giao dịch có được không? Anh đừng có cào cái tấm thẻ đâu nữa. Bắn nó lại cho tôi, mau hiểm gì gì đó tôi sẽ gánh hết thế nào. Ây da, cậu muốn tấm thẻ cào này của tôi á? Có lẽ là tấm thẻ cào cuối cùng của anh bận trông rất đẹp, có giá trị sâu tầm, nó mới lộ vào cái mắt xanh của cậu thanh niên này. Người em, tấm thẻ này cào cũng đâu có phải là đồ cổ. Cậu suy nghĩ sâu xa như thế làm cái gì? Lẽ nào nhìn lâu như thế một chút thì liền có thể nhìn ra được kết quả gì chắc? Vậy thì các giám định sư ở trong giới đồ cổ còn giám định đồ cổ làm cái quá gì nữa? Bỏ ngờ đi mua thẻ cào là phát tài rồi. Ở cái này không liên quan gì tới đồ cổ cả, tôi cũng không phải là người trong giới đồ cổ. Thế sao? Đột nhiên cậu lại hứng thú với tấm thẻ cào này của tôi thế? Tôi chơi xổ số cũng được một thời gian rồi. Thật sự là trước giờ chưa từng gặp người nào thú vị như cậu. Cách mua thẻ cào của cậu có thể nói là có 1 + 2 đấy. À, cảm ơn anh đã khen ngợi. Anh chỉ cần nói xem có bán tấm thẻ này cho tôi hay không thôi. Nhưng lại cho cậu thì cũng được thôi. Nhưng mà nếu như cậu thực sự muốn, vậy thì như thế này đi. Tấm thẻ này cao này, chơi theo cách chơi 12 con giáp. Mỗi tấm 12 tệ, cậu đưa cho tôi 200 tệ là được rồi. Thế nào, không thì chưa? Ôi, anh bằng ra giá cũng thực tế quá đấy. Đây là tác phẩm nghệ thuật đấy. 200 tệ mà mua được một tác phẩm nghệ thuật thì thật sự là rất lời. Đến phố đồ cổ dạo một vòng là biết giá trị của tác phẩm nghệ thuật hiện tại tao cao tới mức nào. Ok. Này, ông chủ à, tôi có thể mang hết số thẻ này vào cào chứ? À, đương nhiên là được rồi. Cậu mang đi đâu cào cũng được. Chúc cậu trúng lớn nha. Tôi chờ cậu đến đội thưởng. Cái tên ngu ngốc điển hình mà. Không ngờ nó lại già ra cào gấp 10 lần chỉ đã mua một tấm thẻ cào. Chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu như cái loại dốt nát này mà ở trong giới đồ cổ thì sớm muộn gì cũng tán và bại sản thôi. Chắc là mua thẻ cào về rồi sẽ hụt trúng tới nỗi mà khóc cha gọi mẹ mất thôi. À, Võ Tiểu Thư, tôi về rồi đây. Cậu xách cái gì về thế? Là thẻ cào may mắn. Thẻ cào? Cậu muốn nhiều thẻ cào như thế á? Ừ, có 100 tờ. Hết bao nhiêu tiền vậy? Ừ, có 2.000 vàng à. 2.000 tệ. 2.000 tệ bằng một nửa giá tiền lương tháng này của cậu rồi. Tiểu Đường ơi là Tiểu Đường à, sao cậu lại hồ đồ như thế chứ? Mua thẻ cào có khác gì đánh bạc đâu. 10 lần có 9 lần thua. Cậu làm việc khắp nơi được kiếm tiền. Thuốc men khó khăn biết bao nhiêu. Dù tiền bạc có cấp thế nào đi nữa thì cũng không thể làm cái chuyện như vậy chứ. Nếu như lát nữa mà cào hết cái đống thẻ này rồi mà lại không trúng thưởng, vậy thì tôi xin lập tức cai nghiện. Sau này sẽ không bao giờ đụng vào nó nữa. Vậy cậu mau cào ra xem đi, tôi giúp cậu. Cái gì? Tổng cộng 98 thẻ cào, 79 tấm là trúng thưởng. Rốt cuộc cậu đã làm thế nào vậy? Còn cả cái tấm này nữa cơ. Đây, bá có chuột. Đây là giải từ 888 tệ đấy. Thằng nhóc này. Bố chị dâu, nói cho hai người biết một tin tốt. Hôm nay con vừa kiếm được một khoản tiền đấy. Kiếm được một khoản tiền? Chẳng phải là em mới tìm được việc thôi sao? À, không phải việc, mà đó là... Nếu như nói đây là tiền thẻ cào may mắn thì e rằng không được thỏa đáng lắm. Mua sổ số cào thì chẳng khác gì là đánh bạc cả. Tiền kiếm được từ nhà trung thưởng cũng không chính đáng, rất dễ khiến cho người khác nghĩ lung tung. À, con và một người bạn học cũ hợp tác buôn bán nhỏ, kiếm được một khoản tiền hơn 30.000 tệ. Cái gì? Kiếm được 30.000 tệ á? Bố xem đi, Tiểu Khiêm nhà chúng ta dối biết bao. Mới đó mà mày đã kiếm được nhiều tiền như thế rồi. Đổi lại còn là còn thì con còn không dám nghĩ tới. Tuy còn kiếm tiền gấp nhưng mà cũng không thể quá liều mạng được. Còn là người quan trọng nhất, sức nhờ vẫn là sức khỏe.
Chứ dù thế nào thì cũng đừng có làm bản thân kỳ sức. Hiện tại đường dài chúng ta chỉ còn mỗi con là trụ cột tôi đấy. Có biết rồi. Chị dầu, em thấy dạo này chị gầy đi nhiều quá. Vườn thần mắt thì cũng đến xì hết rồi. Tối nay chị cứ về nhà ngủ một giấc cho ngon đi. Em mới lại chăm sóc bố là được rồi. Chị không mệt, không mệt chút nào cả. Ngày mai em còn phải đi làm, sao có thể để em mới lại bệnh viện chăm sóc bố được. Chị phải nghĩ ngợi. Nếu như chị mà ra bệnh ra đấy, vậy thì bố thực sự không có ai chăm sóc cả rồi. Em sẽ mời một y tá đến chăm sóc bố tạm thời. Ngày hôm nay chị phải nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ừ, thế được rồi. Tới phòng làm việc. Bác sĩ Hoàng, giờ này huyết áp nhịp tim gì đó của bố tôi vô ổn định cả chứ? Có một chuyện mà tôi đã cân nhắc rất lâu rồi mà cảm thấy vẫn là nên nói cho cậu biết thì tốt hơn. Lẽ nào bệnh của bố tôi là chuyện bị xấu hơn sao? À không phải, không phải, tôi rất là một tin tốt. Cậu cũng biết đấy, căn bệnh này của bố cậu dùng đến phương pháp chữa trị cơ bản thì đó là làm phẫu thuật ghép thận, nhưng mà cũng không dễ tìm được người có nguồn thận thích hợp. Có thể là có rất nhiều người còn phải đợi tới lượt mấy năm liền. Mà tin tốt chính là chúng tôi đã tìm thấy được nguồn thận thích hợp với bố của cậu rồi. Nhưng mà người cần nó không chỉ có mình bố cậu. Nếu như muốn cuộc phẫu thuật gây ghép thì phải viết đơn xin cấp trên. Vậy thì viết đơn xin thôi. Ở đây đúng là một tin tốt lành mà. Hiện tại vấn đề khó khăn mà nhà cậu phải đối mặt là khoản tiền phí phẫu thuật khổng lồ. Nguyên phí phẫu thuật cơ bản là phải thanh toán hết trong một lần đã lên tới 500.000 tệ rồi. Ngoài ra còn có lộ phí điều trị sau này nữa là tầm 700-800.000 tệ, căn bản là không thể làm được. Hiện tại cấp trên yêu cầu là muốn xin làm phẫu thuật thì ít nhất phải bảo đảm được phí thuốc men cơ bản. Bắt buộc phải xin làm phẫu thuật này mới được à? Cậu có thể nghĩ cách tích góp tiền sao? Vâng ạ. Cho tôi thử một chút thời gian, tôi chắc chắn sẽ kiếm đủ. Bác sĩ Hoàng à, xin chú nhất định phải giúp tôi nắm lấy cơ hội này. À thì đường à, đừng có kích động chứ. Đương nhiên là tôi sẽ giúp cậu. Vậy cậu phải chuẩn bị tiền trước đi. Chuyện xin nguồn thận này tôi sẽ giúp cậu. Nói khéo đã kéo dài chút đường, nhưng mà thời gian có hạn, cậu phải mau lên. Tôi biết rồi. Chỉ dựa vào chiếc thẻ kèo may mắn là đã kiếm được 30.000 tệ. Trong một buổi chiều thì cứ theo đà này thì kiếm tầm 500.000 tệ chắc là cũng không mất nhiều thời gian đâu. Hôm nay chị dâu về nhà ngủ rồi. Thôi mình ngủ ở đây đi, để lại bị hàng xóm bàn tán, tán ra tán vào. Lợi bắt đầu rồi. Ây da, nóng quá. Ây da, chuyện gì thế này? Lợi mơ thấy giống như lần trước. Đây là chẳng phải là hỏa nhãn kim tinh sao? Đây là chiếc lò bạc quái luyện đàn. Lẽ nào mình giống như là Tô Ngộ Không bị Thái Thượng Trưởng Lão quần nhốt vào trong lò luyện đàn, phải trải qua 7749 ngày bị lửa trong lò thiêu đốt thì mới luyện ra được đôi mắt hỏa nhãn kim tinh hiệu. Hỏa nhãn kim tinh lại có thể nhìn ra được yêu ma quỷ quái, nhìn thấu được mọi thứ trên thế gian, kỳ diệu vô cùng. Hoa nhãn kim tinh có thể nhìn ra được yêu ma quỷ quái, nhìn thấu được hết mọi thứ trên thế gian, kỳ diệu vô cùng. Vậy thì phải chịu đau khổ trong mơ nhiều hơn nữa thì cũng đáng giá lắm. À phó tiểu thư, hôm nay tôi phải đến thăm bố tôi, có thể tan làm sớm một chút không? Không thành vấn đề. Còn nữa, giờ cậu cũng là người có tiền tôi rồi, không cần phải xa lại thế đâu. Sau này cứ gọi tôi là chị Nghĩa Hồng đi. À vậy thì gọi chị là Tiểu Khiêm. À, chị gọi tôi là Tiểu Khiêm là được rồi. Ra ngoài sớm không phải là vì muốn đến bệnh viện, mà là vì mua thế cậu. Ây da, người nè mà, là cậu à, hoan nghênh ghé thăm. Chỉ có mỗi tấm này là trúng thưởng tôi sao? Trong tiệm lớn như vậy hình như cũng không còn nhiều thế cậu trúng nữa rồi. Đây qua mấy tiệm sổ số khác gì? Kiểu gì cũng phải có giải thưởng lớn chứ. Ông chủ à, mua vé số. Trúng thưởng rồi, 1.000 tỷ. Chỉ có 1.000 tệ. Chị tới bao nhiêu là tìm sổ số như thế rồi, cộng lại cũng chỉ trúng được có 4.000 tệ.
Cứ tiếp tục như thế này thì biết bao giờ mới kiếm đủ 500.000 tệ đi làm phẫu thuật cho bố đây. Bố à, con đến rồi. Hả? Đường Hiền, cậu tới rồi. À, chào giáo sư Vượng, cô đến đây có việc gì vậy? Tôi đến thăm bố cậu thôi. Lần trước lúc bệnh viện chúng tôi tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc thực phẩm. May mà nhờ các cậu giúp đỡ. À không không, đó là điều tôi nên làm mà. À phải rồi Mạc Vy Vy, chuyện quyên góp dạo trước cậu nói thế nào rồi? Ừ? Quyên góp ấy à? Thứ ba tuần sau lại có thể bắt đầu rồi. Chúng ta ra ngoài nói đi. Tốt đó đó thì cần cậu ra mặt một chút. À mà Vy Vy, giáo sư Vương tới tìm tôi có phải là muốn hỏi về vườn thuốc giải độc kia từ đâu đến không? Tôi cũng không biết nữa. Thật ra thì tôi không đến cùng bọn họ, chỉ là trùng hợp chạm trán ở đây mà thôi. Vì cậu không nói ra chuyện này cho bọn họ biết gì chứ? Tôi đã dặn rồi, cậu phải giữ bí mật giúp tôi. Cậu nói cái gì thế? Tôi đã hứa là giữ bí mật giúp cậu thì chắc chắn là sẽ giữ lời. Cậu cứ yên tâm 120% đi. Nhưng mà giáo sư Vương đã hỏi rất nhiều lần về nguồn gốc của vườn thuốc đó. Hình như là bọn họ rất quan trọng chuyện này. Đường Khiêm, úi, Đường Khiêm có thể nói chuyện với nhau một lát không? Tôi đã hỏi thăm bác sĩ Hoàng về bệnh tình của bố cậu rồi. Cũng biết nhà cậu đang cần một khoản phí phẫu thuật cực lớn. Tôi cũng biết một chút về tình hình gia đình của cậu. Khoản tiền phẫu thuật này không phải là thứ mà nhà cậu có thể gánh được. Dù thế nào thì tôi cũng phải cố gắng hết sức. Có quyết tâm như vậy là tốt. Lòng hiếu thảo của cậu khiến cho người khác cảm động. Tôi hy vọng bố cậu có thể làm được một cuộc phẫu thuật này. Cảm ơn. Nói đến cảm ơn thì đáng lẽ tôi phải cảm ơn cậu mà đúng. Thuốc hôm đó cậu mang tới đã có tất cả các bệnh nhân. À, thuốc đó không phải của tôi, mà là một ông thầy làng già đưa cho tôi. À, sau đó thì tôi điều chế thuốc theo bài bản thuốc ra mà thôi. Sao tôi nghe nói thì lại không phải như thế? Nghe nói là ông ngoại của cậu xem bệnh bột thuốc đưa ra bài thuốc cho cậu mà. Cậu nghe ai nói vậy? Là bệnh nhân đầu tiên mà cậu có được đã nói như thế. Nguy rồi, quả nhiên là lúc đó cô ấy đều nghe kẹt thấy cả rồi. Tôi nói thật cho cậu biết vậy, từ đó không liên quan gì tới ông ngoại của tôi, mà là một thầy làng đã mới danh ẩn tích nói cho tôi biết. Lúc đó vì muốn khiến cho Mạc Vy Vy tin tưởng nên tôi mới an ủi cô ấy rằng đấy là bài thuốc của ông ngoại tôi thôi. Vậy cậu có thể nói cho tôi biết cách liên lạc với thầy làng kia không? Không thể. Tôi đã hứa với ông ấy rằng sẽ giữ bí mật tuyệt đối về thân phận thực sự của ông ấy rồi. Đương Hiền, tôi không nói ra vị thần y đó là ai cũng được. Nhưng mà chỉ cần cậu đưa bài thuốc đó cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ chi trả tất cả phí phẫu thuật cấy ghép thận của bố cậu. Hiện tại mình đã có đôi mắt nhìn thấu, có thể dùng để xem về số. Mà Vy Vy cũng đã giúp mình tổ chức hoạt động quyên góp, nhưng mà dù sao thì vẫn chưa biết có thể dành dụm đủ cái con số 500.000 tệ này hay không. Nhưng mà nếu được thì thế nào? Chính tôi như vậy đã đủ thành ý rồi chứ? Bọn cô chỉ còn bài thuốc thôi có đúng không? Đúng thế. Chúng tôi xin bài thuốc giải độc của cậu không phải là vì có mưu đồ gì khác, muốn chiếm đoạt công lao của cậu, chỉ là muốn nghiên cứu một chút chuẩn bị cho các bệnh nhân khác mà thôi. Lương y như từ mẫu mà, chắc là cậu cũng hiểu. Vậy cho tôi hỏi thầy làng giờ đó trước đã rồi trả lời cho cô sau. Tiêu Khiêm, cô gái lớn tuổi hơn em kia là ai thế? Cô giáo trong bệnh trong trường mùa em à? Cũng coi như là thế đấy. Cô ấy cũng là một bác sĩ trong bệnh viện trung tâm thành phố, trình độ thì rất cao, y thuật thì cũng rất giỏi. Em khá là không phục cô ấy. Thì ra người có danh tiếng lớn như vậy à? Cô ấy rất quan tâm tới em, còn tới thăm bố của chúng ta và mua rất nhiều quà nữa. Con người của ấy tục lắm, đại khái chỉ là đến vì thuốc giải độc kia thôi. À, 7 ngày. Xem, để xem trong 7 ngày này mình có kiếm đủ con số 500.000 tiền tệ kia không. Nếu như có thể thì mình thực sự cũng không muốn nói nội dung bài thuốc trong đầu ra. Không cẩn thận lại chuốc lấy biết bao nhiêu là phiền phức thì chết. Hiện tại thì trong giấc mơ vẫn có nguồn lửa phần phần. Mở đôi mắt nhìn xuyên thấu của mình. Chờ buổi sáng chị nghe hồng. Không thể cứ đi như vậy được. À đúng vậy đó. Tiêu Thừa, cô định đến như thế nào đi? Mời các anh rời khỏi đi. Là anh ta. Là mấy cái tên lưu manh trước đây từng đến tìm gây sự. Các người là muốn làm cái gì? Nhạy còn,
Hôm đó tao còn tưởng mày đã chết rồi cơ đấy. Sao hiện tại vẫn khỏe mạnh thế? Anh Lôi, không chừng hôm đó thằng nhái này đánh không lại chúng ta, nếu là giờ chết thì có. Đúng là nhát như thỏ đí. Tôi đã báo cảnh sát về chuyện đó từ lâu rồi. Cảnh sát cũng đang tìm cái anh đấy. Nếu như các anh còn dám tới làm bậy thì cảnh sát sẽ lập tức đề nghị. Xem tới lúc đó thì các anh làm như thế nào? Báo cảnh sát. Báo cảnh sát bắt tụi á? Tôi còn đang muốn báo cảnh sát đi nè, để cho họ xem chiếc mũi gãy sống biến hình của tôi nặng đến như thế nào. Đây là tổn thương cơ thể trên người đấy, cô có biết hay không hả? Đó là tôi phòng về chính đáng. Lẽ ra anh không nên tới đây gây chuyện. Đồng thế, rõ ràng là các anh rời tay trước. Dù sao thì thằng nhái này cũng đã đến tôi rồi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế. Vậy rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Rất đơn giản, bồi thường thuốc men và cả phí tổn thất tinh thần nữa, cộng thêm phí nắng lại xong mũi, phí trị liệu này, thì tổng cộng chúng mày phải định cho tao 300.000 tệ. Trong một tuần phải trả hết, nếu không tự lấy gánh lấy hậu quả. Anh Tiểu Khiêm, anh Đường Hồng, mày nói lại một lần nữa xem. Bảo mày đền tiền đã là cho mày cơ hội rồi. Có tiền tao đánh chết mày ngay bây giờ hay không? Đang làm cái gì ở đây vậy hả? Anh Hảo. Anh Hảo à, trùng hợp quá, ở đây mà cũng có thể gặp được anh. Ba người cái cậu ở đây làm cái gì? Ở trước cửa tìm nhà người ta quát tháo à mỹ, là muốn gây chuyện hả? Phó tiểu thư là bạn tôi, cái cậu đừng có mà quá đáng. À đâu có, chúng em chỉ vào quà này mua một chút đồ cổ mà thôi. Vì sao? Thế thì tốt. Bố của phó tiểu thư là nhân vật có danh tiếng tầm cỡ trong ngành. Hiện tại thì phó tiểu thư có từ nguyện vọng của bố mình ở phía nam hết mở tiệm. Đây là vinh hạnh của các cậu. Nếu như các cậu dám bắt nạt cậu ấy thì tôi sẽ là người đầu tiên tới tính sổ. Hiểu chưa hả? À, thì ra là phó tiểu thư là đại sự ở trong ngành này à. Ở chúng tôi đúng là có mắt không thấy tai sườn. Giờ cô ấy đến Giàng Châu phát triển, sau này nhất định là phải quan tâm nhiều hơn một chút nhé. Vì này là Lâm Tử Hào, Lâm Tiên Sinh. Lâm Tiên Sinh là người nắm quyền trong ngự ngọc đường đấy. Cậu mới gia nhập ngành này, về sau con có rất nhiều chỗ phải học hỏi anh ấy. À, sau này mong đưa chỉ báo nhiều hơn. Cậu ấy tên là Đường Khiêm, là nhân viên mà tìm tổ mới tuyển về. À, chỉ bảo thì không dám, học hỏi lẫn nhau thôi. Món đồ bằng ngọc mà cô còn tới rồi, chứ bảo chú Hải đã bảo tụi tới đưa cho cô qua đó nghiệm thu hàng hóa. Nếu như không thì có vấn đề gì, vậy thì mang về đi. Lẽ nào tôi còn không tin chú Hải y? Chú ấy là người bạn tốt nhất của bố tụi ở Giàng Châu. Tôi cũng rất tin tưởng vào mắt nhìn của chú ấy. Thứ mà chú ấy thu mua thì chắc chắn là không có vấn đề gì cả. Tiêu Khiêm, cậu đi cùng với Lâm Tiên Sinh đến Ngự Ngọc Đường nhận số đồ ngọc kia đi. Ok. Wow. Cô Đường, mời vào. Cảm ơn. Wow, ở đây cũng rộng quá, đồ cổ cũng nhiều nữa. Vì này chính là chú Hải, người mà phó tiểu thư bảo cậu đến gặp đấy. À, chào chú Hải ạ. À, xin chào cậu thanh niên. Hiện tại cậu đang làm việc ở thuộc phường trại của phó Ngô Hồng có phải không? À, vâng ạ. Nhưng mà cháu mới được tiến vào thôi, trên đây thì cũng chưa từng làm người này. À, không sao, tây lão nhàn thì chẳng phải là cũng đều rất bắt đầu từ người mới hay sao? Đâu ai vừa sinh ra đã hiểu rõ về một ngành nghề cơ chứ. Thanh niên trẻ tuổi tương lai sáng lạng vô cùng. Ừ, cảm ơn. Vốn là mình còn tưởng người làm trong ngành nghề đồ cổ này là khá là nghiêm túc cổ hủ, nhưng mà tiếp xúc với thực sự thì mới biết ngược lại, bọn họ khiến cho người khác cảm thấy rất là thân thiết. Phó Ngựa Hồng như thế, Lâm Hạ Tứ Hào cũng vậy, chú Hải thì càng không ngồi lệ. Người này mặc vàng như sáp, vân mắt hơi thầm, cầm thân da dẻ khô ráp, hai bên sống mũi nổi gần xanh, cho thấy là trong người có bệnh. Mà quan sát khí sắc thì có thể biết được nguồn gốc của bệnh này nằm ở gan. Thì ra chú Hải có bệnh trong người. Thế nào sắc mà chú ấy lại kém như thế? Tuy bệnh này khá nhẹ nhưng không đến mức nghi kịch. Nhưng mà nếu như bộ mặt không chữa trị thì kỳ nào phát triển, thì tích tụ lâu ngày chỉ e là sẽ làm tới cơ thể nội tạng khác, thuộc thuốc bình thường khó mà có chữa được. Nếu như muốn loại bỏ bệnh này thì phải khử sạch gốc rễ,
của bệnh dùng hộ can hoàng là được. Hộ can hoàng là một loại đan dược bình thường, cần 10 gram long đàm, 7,5 gram dương quy, luyện chung với nhau. Sau khi luyện thành thì có thể uống. Luyện cho thuốc viện này chỉ cần dùng hộ thuốc bình thường là được. Sau khi luyện thành thì mỗi ngày uống một viên, một liệu trình 49 ngày. Uống 3 liệu trình kết hợp với chế độ ăn uống và cai rượu là có thể khỏi hoàn toàn có bị tái phát. Đây chắc chắn là bài thuốc dùng để chữa bệnh gan. Mình phải nhớ kỹ, sau này chắc chắn chỉ có tác dụng cực lớn. Chú Hải à, giờ này chú có khỏe không? Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không? À dạ dạ, giờ này bệnh lại tái phát, phiền kinh khủng luôn. Nhưng mà cũng không sao cả, chỉ là có lúc hơi trướng đâu mà thôi. Cố nhịn một chút là hết rồi. Bệnh dạ dạ, chẳng phải là bệnh gan hay sao? Thế thì sao lại biến thành bệnh dạ dày rồi? Không đúng, dạ dày và gan đều nằm ở bụng trên, còn rất gần với nhau nữa. Thế nên có rất nhiều người bị đau bụng ở trên thì lập tức nghĩ rằng là bị đau bệnh dạ dày mà không mua đúng thuốc uống. Kết quả thì cũng không thể chữa khỏi, mà ngược lại còn đỡ lỡ việc chữa trị gan nữa chứ. Tôi bị bệnh này từ hồi còn trẻ, tính ra thì cũng được 3 đến 40 năm rồi. Bệnh vặt đau nhẹ mà thôi, lâu dần thì cũng quen. Tiểu Đường à, cậu biết y thuật à? Chỉ có thể nói qua là biết qua qua thôi ạ. À, cháu vốn là sinh viên khoa lâm sàng trường đại học y ở trong thành phố, nhưng mà còn chưa tốt nghiệp thì đã rời trường rồi. Sao không đi học tiếp vậy? Học y rất là có tương lai mà. À, nhờ cháu xảy ra chút chuyện thế nên mới hết cách, chỉ có thể nghỉ học thôi ạ. À, chú Hải à, cháu đề nghị chú nên bớt chút thời gian đến bệnh viện kiểm tra gan đi, xem thử có vấn đề gì không. Nếu như không có thì đương nhiên là tốt, nhưng mà nếu phát hiện ra bất thường thì chú trị kịp thời vẫn có thể khỏi hẳn. À sao cơ Tiểu Đường à, cậu còn biết cả phương pháp chuẩn bệnh nghe nhìn sờ hỏi của đồng mì á? Thấy được à, tôi mắc bệnh gan luôn. Bình thường chú có thích uống rượu hay không? Tối lượng thế nào ạ? À, tôi là một con sâu rượu đấy. Hồi còn trẻ như cậu thì đã bắt đầu uống rượu bằng bát rồi. Một bữa thì có thể uống tới mấy lít cơ đấy. Vậy thì đúng quá rồi. Còn hài gà, uống nhiều rượu thì chắc là gan chứ không chịu nổi. Trong sắc mà chú thì vàng vọt như thế, rất có khả năng là mất vấn đề về gan. Nhưng mà chắc chắn không phải là vấn đề lớn đâu. Chú đến bệnh viện kiểm tra xem, nếu như không bị bệnh thì cứ coi như là đi kiểm tra tổng quát một lần. Nghe đề nghị này của cậu thì khéo có khi tôi cũng bất chút thời gian đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng mới được. Như cậu nói đấy, cứ coi như là kiểm tra tổng quát một lần đi, có bệnh thì chữa, không thì cũng yên tâm hơn. Đường Kim còn có khả năng quan sát và phân tích tốt như thế, đồng thời cũng có thể nhanh chóng thuyết phục được chú Hải. Không ngờ cậu ta biết quan sát đoán bệnh, rất là không đơn giản. À, tự hào, lấy số đồ ngọc mà Hồng Ngựa còn ra đây đi, để cho Tiểu Điện mang về. À, vâng chú Hải. Mấy món đồ ngọc này là Hồng Ngựa nhà tôi mang từ chợ của đồ cổ, đồ ngọc ở Bình Châu giúp nó, đa số đều là phỉ thúy. Chỉ có một số ít ngọc là Hòa Điền và Ngọc Lam Điền thôi. Ngọc thì có đẹp đến mấy thì vẫn chỉ là một loại đá. Nhưng loại đá này phải trải qua vàng nằm biến hóa dưới lòng đất thì mới có thể hình thành chất ngọc ở bên trên. Biến hóa thì không giống nhau, chất ngọc sinh ra thì cũng không giống nhau. Không chỉ khác về màu sắc, mà đến chất ngọc cũng có giá trị hoàn toàn khác. Anh Hào, các ngừng ra được ngọc thạch rồi ạ. À, là có một khối rất được tháng đậm rồi. Gì á? Nè, anh xem này, thứ bên trong khối đá kia chính là ngọc sao? Nhìn bên trong này có khi là ngọc băng trọng hay gì. Bên trong vẫn có tạp chất, thì không đạt được tới cái chất lượng bằng chủng, nhưng mà cũng chỉ kém hơn một chút xíu thôi. Là ngọc, là chúng ngọc băng hòa, màu sắc thì cũng tương đối xanh. Đã lâu lắm rồi tôi không cắt được một khối phỉ thúy tốt như thế này rồi. Không ngờ hôm nay lại có thể cắt được một khối ngọc tốt như thế cho anh. Cũng lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy được một khối phỉ thúy đẹp như thế này. Vốn là chẳng có hy vọng nào về cái số đá thù linh tinh đó mà tôi mang về kia. Nhưng mà không ngờ cuối cùng lại cắt ra được một khối ngọc đẹp như thế này. Ơi cho tôi, những gì phải bỏ ra lúc trước cũng đáng giá quá rồi. Lần này chúng ta đến Bình Châu không vô ích.
thì mua được số đá kia tổn thất mấy chục nghìn vạn, ở nghìn tệ, nhưng mà chỉ là một ngón khối ngọc này thôi, cũng đã kiếm lại được rồi. Chú Hải, chú nhìn xem có thể đáng giá được 70-80 nghìn tệ không? Đúng là khá tốt thật, nhưng mà giá trị cụ thể thì không nói trước được. Suy cho cùng thì những vật phẩm khác cũng không giống nhau, không ai có thể định giá rõ ràng, chắc là tầm khoảng 70-80 nghìn tệ đấy. Nhưng mà hiện tại được giá trị của nó là bao nhiêu thì cũng có tác dụng gì đâu. Dựa vào tính cách của cậu thì cậu sẽ chuyển nhượng khối đá thù đang mài dở này chắc. Đương nhiên là không rồi, đã được thì phải cược đến cùng chứ. Thế nên lúc này định giá cho nó thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Cược đá rất là nguy hiểm, chỉ có mài cắt đến cuối cùng, thấy được toàn bộ chất liệu bên trong thì mới kết luận được. Nhưng mà cắt được cái phần tốt lúc ban đầu thì khả năng thắng đậm cũng rất lớn. Dừng lại đúng lúc thì cũng chưa chắc, đây là một lựa chọn không tốt. Thật ra đây cũng là một loại cược, được gọi là lui chờ cơ hội, nhưng rủi ro cược đá này cho người khác. Mình hưởng lợi ít vừa phải là được rồi. Từ lúc đó rồi thì nói tiếp vậy. Tiêu, để tôi giúp cậu mang đồ về nhé. Hả? Vâng ạ. Cược đá sao? Anh Lâm, cược đá mà vừa nãy các anh nói là cái gì vậy? Đá cũng có thể cược sao? Nguyên liệu ngọc thạch đến từ mỏ đá thù ở Myanmar, mà các đối khối đá được đào ra từ mỏ đá thù ấy lại có nhiều cái trông chẳng khác gì là đá bình thường. Nếu như không mài các lớp vỏ bọc bên ngoài ra thì ai cũng không biết được ngọc thạch được giấu bên trong có tốt hay không. Cược nó thì có ngọc tốt bên trong không thì đây chính là cược đá. Vậy cược đá có khó không? Lợi nhuận cao lắm nhỉ? Lợi nhuận thì đương nhiên là cao rồi, nhưng mà nguy hiểm cũng rất lớn. Cược đá chẳng qua chỉ là một loại biến thể của đánh bạc mà thôi. Chỉ là một loại đánh bạc này được đất nước công nhận hợp lý hợp pháp. Có kỹ xảo gì không? Dù sao thì sau bao nhiêu năm cược đá như thế, tôi vẫn chẳng có chút kinh nghiệm gì và kỹ xảo gì cả. Mấy cái kinh nghiệm kỹ xảo lý thuyết kia đến đúng lúc áp dụng và thực tế căn bản là chẳng dùng được. Thế như tôi thấy, cược đá chủ yếu là còn dựa vào tiên tài và may mắn. Khối đá vừa nãy hiện tại đang giá tới mấy chục nghìn tệ, nhưng mà lúc mùa nó thì chỉ có 500 tệ nữa thôi. Nhưng mà vẫn mất rất nhiều tiền để cược những khối đá khác. Chỉ có điều là thua cả rồi, tuy là thắng cược không tới 1/10. Vậy nên nếu như trong tay không có được vốn thì tốt nhất đừng có nên thử. Nhưng mà đương nhiên, cược nhỏ chơi chơi thì cũng là được, trong phạm vi khả năng của bản thân thôi. Hả? Lý nào không có thứ gì dụng cụ máy móc nào đó có thể xuyên qua cái lớp vỏ đá bên ngoài, nhìn thẳng vào lớp phỉ thúy bên trong sao? Nếu như thực sự có loại dụng cụ máy móc như thế, vậy thì bệnh và đường ruột dạ dày còn gì phải dùng phương pháp nội soi để khám, cơ thể con người cũng có đầu có đặc quánh chắc chắn như đá. Vậy mà ít quàng cũng có thể quét chụp qua được một vài thay đổi rõ ràng ở tầng nông bên ngoài thôi. Thế như anh nói, vậy thì chỉ có mắt nhìn thấu thì mới có thể làm được tới bước đó rồi. Nếu như con người thật sự có thể mắt được nhìn thấu, vậy thì có thể tùng hành với cược đá rồi. Muốn cược đá gì tốt thì mà không được chứ? Cũng đúng nhỉ. Cảm ơn. Cược đá kiếm tiền, một vốn thì bốn lời. Người khác thì cược đá chỉ dựa vào phán đoán, dựa vào may mắn, nhưng mà mình lại có mắt nhìn xuyên thấu. Mình có mắt nhìn xuyên thấu lớp vỏ đá có ngọc tốt hay không, mình nhìn một phát là biết ngay. Tiểu Khiêm, cậu không còn phải sợ ba cái tên lưu manh vừa đến cái chuyện lúc nãy đâu. Nếu như bọn chúng dám tìm cậu thì tôi nhất định sẽ không còn tay đứng nhìn. Tôi có gì mà phải sợ? Kẻ nên sợ là bọn chúng mới đúng đấy. Nào, mang đồ vào trong trước đi. Được. Chị Hồng Nghìa, tôi hỏi chị một chuyện. Trên phố đồ cổ có tiệm nào bán ngọc thạch hay không? Là cái loại đá thù dùng đá cược mà có vị thí bên trong hay không ấy? Tôi không để ý lắm. Chơi ngọc ở phố đồ cổ thì có rất nhiều, nhưng mà chơi cược đá thì ít. Chắc là không có nơi nào chuyên bán nguyên liệu phi thí đâu. Vậy bọn họ muốn cược đá thì phải đến những nơi đâu? Nơi nào có nhiều nguồn đá thô vậy? Chủ yếu là chợ Ngọc Bình Chầu thuộc Phật Sơn Quán Đông, nhưng mà cũng có lúc nhiều có lúc ít.
đợi tới mùa cung cấp phi thúy dồi dào, liền có thể không thấy các loại đá thô kiểu đủ hết. Tôi không chơi cái này, cũng chỉ là nghe người khác nói thôi. Tôi biết rồi. Hiện tại cần thiết nhất là đi đầu tìm một khối đá thô để thử xem năng lực nhìn thấu của mình có thể xuyên qua có lớp đá hay không. Tuy nói thần tiên hay là đại sư cũng khó mà đoán chuẩn, nhưng mà nếu như đôi mắt nhìn xuyên thấu có thể, thì mình tất cả đều nằm ở trong bàn tay mình hết. Chào anh, xin hỏi muốn tìm đá thô vị trí thì ở đằng kia có bán đi? Ở đằng đó sao? Hoan nghênh khách quý. Không biết là chúng tôi có thể giúp đỡ gì cho quý khách ạ? Ý, sao lại là anh ta? Thế này cũng quá trùng hợp rồi đi. À, Điền tiên sinh là anh à? Quá trùng hợp rồi, không ngờ anh lại làm việc ở tiệm này. Tôi đã làm việc ở vị trí đây mấy năm rồi. Điền tiên sinh à, tôi đi là muốn xem ngọc sao? Tôi tìm đường ghé qua xem thử thôi. Tiệm của các anh làm tốt quá, giờ cũng sắp đến lúc đóng cửa rồi mà vẫn đông khách như thế. Ở hiện tại thì càng có nhiều người chơi ngọc, thế nên việc làm ăn đúng là khá tốt. Tôi dẫn anh đi tham quan một chút nhé. Thế nào, mấy món đồ ngọc này không tệ chứ? Đúng là không tệ. Mấy món đồ ngọc này đều là tác phẩm của thầy Phạm. Ông ấy là thợ điêu khắc ngọc chính của chúng tôi. Có rất nhiều tác phẩm ngọc do chính ông ấy điêu khắc đã thành được giải thưởng lớn trong cuộc thi điêu khắc ngọc cấp quốc gia đấy. Wow, lợi hại như vậy, lợi hại lắm. Xin hỏi tiệm của anh ngồi bán đồ ngọc phẩm ra, còn bán những loại vị thi khác không? Loại vị thi khác, ý anh là loại như thế nào? Chính là cái loại đá thù, có vị thi ở bên trong dòng đá cực đá ấy. Tập 25. Ý anh là vị thi mà chưa qua mài cắt đấy hả? Thì ra anh cũng để ý tới cực đá à? Có phải là trông thấy khối vị thi mà anh tự hào cực kỳ tốt như thế nào nên đồng lòng rồi không? Anh cũng đã nhìn thấy khối ngọc ấy rồi đấy. Giờ mà bán ra cũng phải tới 100.000 tệ. Giá mùa đá thù lúc đầu thì còn chưa tới 500 tệ. Thì lần này anh tự hào kiếm được lại khoảng 100.000. Nhưng mà trước đây anh ấy lại thua nhiều thắng ít, cũng chẳng có lời lãi gì. Người nè mà, nếu như trước đây anh chưa từng cược thứ này thì tôi khuyên anh đừng có chạm vào nó thì hơn. Chỉ sợ anh vừa nghe cược đã kỵ nghiện rồi, chỉ chẳng có vấn đề đâu. Cược đá thì đỡ hơn là hút thuốc viện, nhưng mà càng nghiện thì càng cược lớn. Cái này cũng chẳng khác gì đánh bạc cả đâu. Cược 10 thua 9, trừ khi là trong túi có cực kỳ nhiều tiền, thua thì chẳng đáng gì cả. Vậy nên tôi mới không giới thiệu cục đá nào cho anh cả. Tôi không muốn vô trách nhiệm mà lừa bịp anh. Chuyện này thì tôi biết, tôi chỉ là tò mò muốn xem thử cái lỗi đá thù chứ vị thí đá thùi. Đá thù thì có, nhưng mở đằng sau cơ. Nếu như anh thực sự muốn cược làm người bán thì được gì tôi sẽ không ngăn cản, ngược lại còn rất vui vẻ mà bán cho anh. Người này mà, lỗi đá cược mà anh còn đâu ở đây? Đa số những khối đá này nằm ở trên mặt đá kia đều là khối đá thô nhất, nhưng mà chưa có chào giá. Bán theo cần, loại tốt nhất thì mỗi cần là tầm 400-500 tệ, loại kém nhất thì tầm 100 tệ, loại bình thường thì cũng chỉ có 200-300 tệ thôi. Còn những khối đá xốp ở trên tủ đầy thì có rất nhiều khối đã bị cắt đi 1-2 nhát. Người mới chơi cược đá thường bắt đầu từ cái loại này, rủi ro tương đối thấp, nhưng mà không tới mức mà nguy hiểm như cái loại đá thô nhất. Vậy để tôi thử xem đã. Điệt, nếu như còn gì thì cứ gọi tôi. Tôi là họ Hùng, tên là Hùng Dữ Lâm. Anh cứ gọi tôi là Nhị Hùng là được. Xem thử cục này. Khởi động. Ồ, hình như là bên trong có vị thí thực. Tốt quá, vừa nhìn đã trúng rồi. Thì không biết là màu sắc có tốt hay không, nhưng mà mẫu bạn như vậy đã là tốt quá rồi. Không biết là những cái khác có hay không nữa, nhưng mà hiện tại mắt nhìn thấu của mình chỉ có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ dày tầm 1 cm. Nó như vậy quá thì cũng bó tay. Hả? Người đẹp mà, vẫn còn ở đây xem đá à? Có thích khối nào không? Chết, bất tri bất giác mình đã nhìn hết đá ở trong căn phòng này rồi. Không hẳn là thích, chỉ cảm thấy có một khối đá cũng khá được đi thôi. Anh thấy khối đá này thế nào? Khối đá này là loại bình thường nhất mà anh chọn ở đống trên mặt đất, có phải không? Không giấu gì anh, ở đây có rất nhiều thứ bỏ đi, nghĩa là chất lượng cực kỳ kém ấy, chẳng có manh mối nào để nhìn ra bên trong cả.
mua về mà không có gì thì không có mất quá nhiều tiền, đỡ phải sốt ruột. À vậy khối đá này bao nhiêu tiền? Con số này 40 tệ. À có 40 tệ thôi á? Đúng vậy. Anh là bạn của anh Hào và chú Hải thì đương nhiên tôi cũng sẽ giúp đỡ anh một chút rồi. Nhưng mà nói thật nha, anh mua một khối đá thù chẳng có biểu hiện gì là chứa phỉ thúy ở bên trong đó thế này. Thật ra thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Rất có khả năng anh sẽ mất trắng 40 tệ đấy. À không sao, dù chẳng được gì thì cũng không mất mua nhiều tiền mà. Cho tôi hỏi một chút. À, đến chỗ nào để cắt đá nó ra vậy? Ý anh là tách đá ra chứ gì? Có hai cách, một là mài, hai là cắt. Mài đá thì chính là khi trước khi cắt thì mài nó một phèn xem tình hình như thế nào. Còn cắt đá thì là bổ thẳng ra luôn rồi thôi. Khối đá này thì của anh là loại rất là bình thường, khả năng có vị thúy thì còn cao, bổ thẳng ra luôn là được. Ở chỗ chúng tôi thì có mấy cắt đá, chờ bọn họ cắt xong thì sẽ thấy được anh. À dồ, đây chẳng phải là cao thủ mua thể cào may mắn đi sao? Thế nào, chờ mua thể cào còn biết được cậu đá luôn hả? Thì ra cậu đúng là người trong giới đồ cổ đấy. À, lúc trước thì tôi còn phải, hiện giờ chỉ mới đến đây làm việc mà thôi. Cậu mua thế cào lì hại như thế, đầu to núi cậu cứ mua là trúng. Nếu như mà có một người số đó như cậu mà chơi cược đá, vậy chẳng phải là phát tài lớn rồi sao? Mua thế cào người nè mà, anh trúng số được nhiều tiền lắm hả? Chỉ là may mắn trúng thưởng vài lần mà thôi, nhưng mà tôi là tiền lì cả. Cậu đừng có khiêm tốn nữa, nguyên trúng ở chỗ đầu to cũng đã được mấy chục nghìn tệ rồi. Cậu chọn xong đá rồi, muốn cắt ở đây luôn hả? Tôi đến thử vận may. Chờ bọn họ cắt xong rồi tôi sẽ cắt cho anh. Bỏ 50.000 tệ ra, chỉ mua được một cái thứ rác rưởi này thôi ạ. Hồi biết trước thì tôi đã không mua rồi. Khối đá này có vàng viền và nước tách ra rồi. Bờ mặt bên ngoài thì rất đẹp, không hiểu sao lại như thế này nữa. Giờ khối ngọc này đến cậu chúng thì cũng không phải, tạp chất quá nhiều, đá khó cực quá. Chắc là khi khối đá kia của ông ta là đồ bỏ rồi. Chất ngọc ở trên mặt rất là kém, hầu như là chẳng có chút giá trị nào cả. Suy cho cùng thì cũng cực đá chính là cực nguyên liệu, cực thịt ở bên trong đó, thịt ngon thì mới có giá trị, mới có thể coi là thắng được. Thế cái này có tiêu chuẩn gì không? Phỉ thúy tốt hay xấu, trừ màu sắc ra chủ yếu là còn phải xem chúng loại nữa. Thế như thứ tự từ cà tỷ thấp, phân thành pha lê chủng, bần chủng, đẳng thành chủng, lọ chủng và đầu chủng. Mà cô đến tới cấp đẳng thành chủng thì thường là thắng rồi. Nếu như được thần may mắn mà đồ trò thì cuộc đến tới băng chủng vậy là thắng đậm rồi. Thì ra là như thế. Giờ tôi sẽ cắt khối đá ra cho anh xem nhé. À được rồi, làm phiền anh rồi. Người này mà, đây chính là cái cục đá mà cậu chuẩn bị cược ngày sau. Cậu có biết thật biết chọn đá đấy, đây rõ ràng là một khối đá bỏ đi, đáng giá mấy chục tệ thôi nhỉ. Một khối đá bình thường không đáng bao nhiêu tiền cả. Lần đầu tiên cược cậu đường cược đá thì chỉ tì tiền để thử cho vui thôi. Mua loại đá tốt thì làm cái gì? Vậy cũng nên mua một khối đá nào ổn áp một tí để luyện tay nghề chứ. Cái cục đá vớ vẩn này, dù có mua mắc cá một container thì cũng chẳng thể kiếm chết được một chút nào cả đâu. Cái này thì không nói trước được đâu. Đâu phải có cục đá nào có bề ngoài tầm thường thì đều không cắt ra được ngọc tốt đâu. Hay là chúng ta đánh cược một ván đi. Nếu như lát nữa cắt ra mà có ngọc thật thì coi như tôi thua. Nếu như mà cắt ra mà không có ngọc thì anh thua. Tiền cược là 1.000 tệ thế nào? Không cược. Anh cũng chỉ có thế thôi, chứ thực ra thì trong lòng chắc chắn là một khối đá tầm thường. Như thế này rồi, sao có thể có ngọc bên trong được chứ? Anh thật sự thích đánh cược như thế cơ. Nếu như anh muốn cược vậy thì để tôi cược với anh một ván, cược cái luôn cái khối đá này đi. Nhưng mà 1.000 tệ thì quá chẳng thú vị gì hết. Muốn chơi thì phải chơi lớn một chút. Chúng ta cược 10.000 tệ thế nào? Hả, chuyện gì vậy? 10.000 á? Ôi trời ơi, ai muốn cược 10.000 chứ? Cậu thực sự là muốn đánh cược với tôi sao? Mọi người có mặt ở đây làm chứng, nếu như tôi thua, tôi sẽ lập tức đưa cho anh ta 10.000 tệ. Nhưng nếu như anh ta thua, vậy thì cũng đừng có chơi xấu, anh phải đưa cho tôi 10.000 tệ. Cơ thì cược ai sợ ai chứ. Những người có mặt ở đây đều là dân trong ngựa cả.
bộ họ sẽ làm chứng giúp cho ta. Ai cũng không thể nuốt lời được. Nếu như không thì về sau đừng có hòng lăn lộn trong giới này nữa. À Đường tiên sinh à, anh Đường à, anh phải bình tĩnh đã. Đang đối đầu với cái loại người như là Châu Hiếu Bân này làm cái gì? Anh ta chính là cái kẻ thích làm ra vẻ nhất ở phố đồ cổ này. Trong lời một lúc còn có ý mỉa mai, nhưng mà còn phải tranh giành hơn thua với anh ta đâu. À tôi không tranh giành hơn thua với anh ta. Ta chỉ là muốn đánh cược như thế. Vậy thì tôi chơi cùng với anh ta thôi. Thực ra thì anh ta nói cũng đúng. Một gói đá như thế này mà muốn cắt ra được phỉ thúy thường hạng thì căn bản là chẳng có hy vọng gì cả. Châu Hiếu Bần chính là cái loại mà tiểu nhân đắc chí, thích thừa cơ kiếm chác của người khác. Anh tuyệt đối đừng có để ý, đừng để anh ta được như ý. À Di Hùng, cảm ơn lời khuyên của anh. Nhưng mà thần tiên cũng khó mà đoán được, ở dưới lớp đá này còn chưa cắt chút nào ra, sao có thể chắc là chuẩn bên trong không có ngọc tốt, tỷ lệ thắng thua 50-50 thôi. Hai người nói xong chưa hả? Không phải là muốn nuốt lời đi chứ? Tiêu Bần, người ta là lính mới, lần đầu chơi cuộc đá sao cậu cứ nhất định phải cược với người ta thế? Ở đồng đó, bác nào người khác qua đấy, rõ ràng là đã biết đi là một khối đá rất kém rồi, cơ hội thắng cược gần như là ít ỏi vô cùng rồi. Tôi thấy hay là thôi đi, đừng có cược nữa. Liệu anh ta có yên tâm nhẹ nhõm mà tiêu cái số tiền anh thắng được kiểu đó hay không? Các người nhìn thấy độ của cậu ta kiên quyết như thế kia, tôi cũng chỉ là bị ép đến hết cách tuổi. Châu Hiệp Bần lại chém gió với ai nữa vậy? Nghe nói anh bắt nạt Tiêu Đường, người ta mới gia nhập vào cái ngờ này chứ được mấy ngày, anh lại không tỉ thớp mạnh hiếp yếu được như thế được đâu. À sao lại là bắt nạt người mới được chứ? Không có chuyện đó đâu, anh hiểu lầm rồi. Cậu ta làm bằng anh thì tôi phải quan tâm giúp đỡ cậu ta nhiều hơn, không phải chứ? Tôi nghe nói anh muốn đánh cược với cậu ấy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tôi nói đùa với Nhị Hùng là muốn cược khối đá này mà Tiểu Đường mua. Ai mà biết Tiểu Đường lại tướng lịch thật, dứt khoát đợt 10.000 tệ cược đối với tôi đến cùng luôn. Nếu như mọi người đều khuyên như thế rồi thì coi như là xí xóa chuyện này đi. Cậu ta muốn nuốt lời bỏ cuộc, nhưng mà nếu mặt anh Hào tôi sẽ không làm khó cậu ta đâu. Anh, tôi không hề nuốt lời. Ngươi nuốt lời là anh đấy. Tôi đã không so đấu với cậu rồi, cậu lại được dịp vên mặt có phải không? Chỉ dựa vào cái cục đá vớ vẩn kia của cậu mà muốn cười với tôi á? Đây chẳng phải là cậu tự chuốc nhục vào người à? À cậu muốn làm gì vậy? Khối đá mà cậu mua căn bản là không có giá trị để đánh cược đâu. Nghe lời tôi đi, đừng có chấp nhận với cậu ta làm cái gì. Cậu cứ chơi thứ mình thích là được rồi. Cảm ơn anh Lâm, nhưng mà tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, vẫn quyết định đặt cược số tiền 10.000 tệ này. Nếu như sau khi cắt khối đá kia mà không có ngọc tốt, vậy thì từ nay về sau tôi sẽ tránh xa cái trò cược đá này. Nhi Hồng, giúp tôi cắt đá đi. Anh Hào, làm sao bây giờ? Thôi cứ theo quyết định của cậu ấy đi. Vậy thì tôi cắt đá đi nhé. À Nhi Hồng à, cắt từ chỗ này xuống khoảng 1cm thôi, đừng có cắt nhiều quá. Muốn cắt ra thì sao? Không thể có ngọc được đâu. Thắng cược rồi, thắng đậm rồi. Đi cái gì? À để tôi thử xem. Thật sự có màu xanh rồi, còn xanh đến như vậy luôn á. À đúng là một tiền không thể tin nổi. Không ngờ cậu lại cắt ra được cái màu xanh đẹp như vậy. Thế này thì cũng quá thần kỳ rồi đi. Khéo có khi đạt tới cái cấp bằng chuẩn cũng nên ấy chứ. Vốn là chỉ muốn là một khối đá rất tầm thường, thế mà lại cắt ra được một miếng ngọc tốt như thế này á. À không thể đạt, tuyệt đối là không thể nào. Nhớ các băng này thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như cứ tiếp tục cắt vào bên trong thêm một chút nữa thôi, vậy thì đến chất ngọc được giấu bên trong cũng bị cắt vỡ ra mất rồi. Anh cũng may mắn quá đi, không những chọn trúng đá cục đá có ngọc rồi, mà vị trí đổ các dây mỏng thế nào cũng nhìn rất là chuẩn. Đúng là vận may không tệ. Không phải là nhờ vận may mà là nhờ có mắt nhìn xuyên thấu đấy. Châu Hiếu Bần, đá cờ đã cắt ra rồi, bên trong đúng là có một khối ngọc tốt. Anh đã tâm phục khẩu phục chưa? Còn gì để nói được không? Chuyện này tôi cũng thực sự không ngờ tới. Nhưng mà giờ vẫn chưa nói trước được cái gì mà. Chỉ cho cùng chỉ mắc cắt có một nhát nhỏ thôi, ai mà biết được liệu có cắt ra được một khối ngọc tốt hoàn chỉnh hay không chứ. Tiêu Bần à, cậu nói như thế là không được rồi. Rõ ràng người ta đã thắng cược rồi, một khối ngọc tốt như vậy sao cậu lại không chịu nhận thua gì hả? Tiêu Bần à, có chơi thì có chịu, đây là quy tắc cơ bản của giới cuộc đá. Nếu như cậu thua mà không nhận, sau này ai dám chơi với cậu nữa đi. Bản dịch tùy, tôi ra giá 50.000 tệ.
cứ để nguyên hình dạng này là được rồi. Thứ tôi muốn xem là một khối ngọc hoàn chỉnh. Nếu như là một khối ngọc tốt hoàn chỉnh thôi, vậy thì coi như tôi thua. Nhưng mà hiện tại chỉ có thể nói là khối đá này là nguyên liệu mới được cắt một góc nhỏ, xuất hiện mặt ngọc khá tốt mà thôi. Không thành vấn đề. Nếu như đến hiện tại anh vẫn chưa chịu thua, vậy thì tôi sẽ tiếp tục cầu viện. Cắt tiếp đi. Anh thực sự là muốn cơ tiếp sao? Anh Đường à, chuyện này phải suy nghĩ thật là cẩn thận đấy. Giá cửa đại chúng tôi lại có một câu nói là thầy tốt thì ấy thù thầy. Nếu như cắt tiếp thì tình hình sẽ rất khó đoán trước. Lỡ như ngọc ở bên trong lại chứa rất nhiều tạp chất, vậy thì bờ mặt ngoài có tốt đi chăng nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cái này thì tôi biết, nhưng mà tôi vẫn muốn liều một lần. Mình vừa dùng thử mắt nhìn xuyên thấu rồi, so với mặt bên ngoài thì có nhìn thấy bằng mắt thường, thì ngọc ở bên trong dù là màu sắc hay là chất lượng cũng chỉ có hơn chứ không bao giờ kém. À, vậy thì để tôi cắt tiếp. Cắt một nhánh ở chỗ này, cắt năm thùy tầm khoảng 8mm là được. Đây là anh Đường lợi hại thực. Châu Hiểu Bận, lần này anh không còn gì để nói nữa rồi chứ. Mặt ngực của khối đá này cắt ra được ngọc tốt giống như vậy. Đây. Ai có chơi thì chịu thôi, trả tiền đi. À con đã à, thua chính là thua, đừng có làm chuyện mất mặt như thế. À, số tiền này là lão Mạc đưa cho tôi đi cược đá, nếu như trả hết cho cậu Đường rồi thì tôi biết phải ăn nói thế nào với lão Mạc thế này. Ai cậu thanh niên à, đây là số tiền cược thắng được đây này. Cảm ơn mọi người nhé. Tôi nhận số tiền này, coi như đấy là học phí của anh. Sau này mới mang tờ mát ra, đừng có mà suốt ngày cứ tưởng tượng rằng mình giỏi giang mà coi thường người khác. Ở Tiểu Đường à, cậu may mắn quá. Không ngờ chỉ tùy tiện cầu thủy mà lại thắng được một miếng ngọc tốt như thế này. Không biết là cậu định xử lý khối đá này của cậu như thế nào? Có thể còn nhắc chuyện nhường lại cho tôi không? Tôi ra giá 100.000 tệ mua lại cái khối đá mà đã cắt được một nửa này của cậu. À, lão Lượng à, ông ra giá 100.000 tệ thôi à? À đúng đấy, 100.000 tệ thấp quá, tôi ra giá 120.000 tệ. Tiểu Đường à, cậu bán cho tôi đi. Tôi cũng mua khối đá đó 140.000 tệ. 150.000, 760, 180 tôi cũng muốn, 200.000. Nếu như cắt hết cả khối đá này mà lấy được cái khối ngọc kia ra, thì dưới tình huống mà chất ngọc đó tốt, vậy thì nó đáng giá khoảng bao nhiêu tiền? Phải xem bề ngoài và chất lượng của vị thí đã. Nếu như không có vấn đề gì, giá cả cuối cùng chắc cũng tầm dừng lại ở con số 200.000, ít nhất cũng phải 300.000. Chỉ nhiều chứ không ít đi. Vậy thì cắt tiếp đi. Ôi là vị thí bắn chúng Hoàng Dương Lục. Hoàng Dương Lục á, là gì? Cậu xem đi, màu sắc của khối vị thí này từ hơi trong suốt tới nửa trong suốt, hơi vàng nhưng mà lại rất sáng, tự như là lá nộn của cây hoàng dương đầu xuân vậy. Tuy là Hoàng Dương Lục không thể so được với Đế Vương Lục, nhưng mà cũng là tuyệt phẩm hiếm có rồi, giá trị rất cao đấy. Cậu giữ cẩn thận nhé, giá trị của khối đá này không nhỏ đâu. Lúc này chạm vào liền có cảm giác ôn thuận khó nói như thành lời. Mà trước mắt thì tìm một nhà giám định ngọc thạch chuyên nghiệp định giá đã, phí phẫu thuật cho bố có hy vọng rồi. Có 300.000 tệ này rồi cộng thêm mấy chục nghìn tệ trúng thưởng thế cào lúc trước nữa, thì chỉ còn thiếu được có 200.000 nữa thôi là đủ 500.000 tiền tệ đảm bảo chi phí phẫu thuật rồi. Sau này tiếp tục mua vé số rồi cầu thêm mấy cái cục đá tốt thì trong vòng một tuần chắc là có thể kiếm đủ tiền rồi. Ôi chào buổi sáng chị Nghệ Hồng. Trong cậu rạng vỡ phơi phới, tinh thần vẫn chấn thế này, có phải là gặp chuyện gì tốt rồi không? À không có gì. Chờ là sau khi thành công thì lấy được tiền rồi thì nhất định phải mời chị Hồng và bọn Hùng Lữ làm ăn mới được. Còn bây giờ thì tạm thời không nói vậy. Có thể thắng được một khối ngọc đẹp như thế này thì cũng đều là nhờ chị Ngựa Hồng chỉ dẫn cho mình bước vào giới cực đá. Nếu như không thì mình cũng chẳng biết năng lực nhìn thấu lại có tác dụng lớn tới như vậy. Tỷ Đường, khối vị thí mà cậu thắng cực hồn quà ấy vẫn chưa bán đâu có phải không? À Lâm, chị Hùng. À chưa đâu, tôi cũng không biết là phải bán với giá bao nhiêu thì mới ổn. Giờ hãy đang định mời một chuyên gia nhám nghiệm
giám định xem có tiếng ở trong lĩnh vực này mà giúp tôi định giá. Không còn mất công phải đi tìm người giám định ở đâu. Vì này là thầy Phạm, lớp sư phụ của phường Vị Thúy. Thầy Phạm là một đại sư giới điêu khắc ngọc đấy. Có rất nhiều tác phẩm của ông ấy đã từng đoạt giải cực kỳ nổi tiếng đấy. Thì ra là thầy Phạm Nhị Hùng từng cỡ với tôi rồi. Xin chào thầy Phạm, rất vinh dự được gặp ông. Nghe nói tối hôm qua cầu cược một khối phỉ thúy rất là đẹp ở tiệm ngọc thạch của chúng tôi. Thế nên tôi mới đề bị đến đây một chuyến đợi thưởng thức. Cậu có tiện cho tôi xem một lát không? À đương nhiên là được. Anh Lâm à, anh nói tối hôm qua tiểu đường cược được một viên phố vị thí à? Có chuyện này sao? À đúng vậy, tiểu đường chưa nói với em à. Tối hôm qua cô ấy mua một khối đá thù chỉ có 40 tệ thôi. Không ngờ sau khi cắt ra lại trúng được một khối vị thí tượng hạng như vậy. Thật sự không thể tin nổi. Gần đây cậu may mắn từ đấy. Mua thí cờ thì trúng thưởng, con đá thì cũng trúng luôn. Ở phải đó rất là may mắn. Lúc đi qua tiệm cắt ngọc của bọn chị Hùng, Nhị Hùng cũng tiền tay mua một khối đá thùi. Không ngờ kết quả lại tốt như tới như vậy. Wow, đẹp thật đấy. Thầy Phạm, thế nào rồi? Không tệ nha, tổng thở rất là được. Hiện tại cái loại nguyên liệu này có tính chất như thế này thì không còn nhiều đâu. Đây là một khối ngọc hiếm thấy. Nếu có thể thì cậu bán cho tôi, lại cho chúng tôi đi. Tôi trả giá 300.000 tệ, cậu thấy thế nào? 300.000? Ở đây tôi suy nghĩ một lát đã. Không giấu gì cậu, vốn dĩ trong cửa tiệm của chúng tôi cũng có một khối vị thí thù tương tự như cái khối này của cậu. Có một vị khách quen muốn chúng tôi điêu khắc khối đá đó thành một món đồ trang trí hình tỳ hồ cho anh ta. Nhưng mà khổ nỗi là giữa đường lại xảy ra sai sót. Đây Hùng thì cũng chính là anh trai của Nhị Hùng. Cậu ấy uống rượu say cho nên điêu khắc đá nhầm, chém đứt mất một phần. Thế nên hiện tại cũng không giao thành phẩm được. Vì vậy thì rất là như thế à. Cho nên các ông mới vội vàng chỉ tới để mua khối phỉ thí này. Không thành vấn đề, tôi nhận lại khối ngọc này cho các ông đấy. Ôi tốt quá rồi. Bán cho bọn Hùng Lữ Lâm, không những là có thể kiếm được tiền mà còn có thể khiến cho họ ghi ơn. Hiện tại thì là chuyện mình đang còn nhất chính là kết giao thêm vài người bạn để tích lũy quan hệ. Thì đường à, cậu lợi hại quá luôn đấy. Mua một cối đá có 40 tệ thôi vậy mà bảo mắc cái là đã bán được với giá 300.000 tệ rồi. Ôi lãi gần tới 10.000 lần luôn. Đây, tôi đã từng nghe nói là có người nhờ cực đá mà phất lên sau một đêm. Xem ra đó không phải là lời đồn. À, đó chỉ là số đỏ mà thôi. Đó là nhờ vào mắt nhìn xuyên thấu cả. Bố, chị dâu, con tới rồi. Sao hôm nay tiểu đường lại đến vào buổi trưa vậy? Chiều em không phải là đi làm à? Em suy nghĩ nửa ngày, có chuyện vui muốn tới ăn mừng cùng với hai người đây. Ăn mừng à? Con gặp được chuyện gì tốt sao? Xem này, gần đây con vừa làm một vụ làm ăn lớn kiếm được 300.000 tệ. Trời, 300.000 tệ. Còn thì cuối cùng con cũng có tương lai rồi. Bố vui quá đi mất không biết nói cái gì nữa. Bố à, bố cứ yên tâm ở bệnh viện cho bác sĩ cung cấp những phương pháp trị liệu hiệu quả nhất là được. Tại phòng làm việc, bác sĩ Hoàng. Tiêu Đường à, cậu đến đúng lúc lắm. Tôi đang có việc muốn tìm cậu đây. Chuyện nguồn thận xảy ra chút thay đổi. Cái gì? Người tự nghiện hiến thận đã nuốt lời rồi sao? À không không, nguồn thận không có vấn đề gì cả. Nhưng bởi vì có quá nhiều người còn, thế nên thời gian có chút thay đổi. Lúc trước đã nói còn một tuần đã gồm đủ tiền, nhưng mà kết quả cấp trên lại nói ra quyết định trong 3 ngày. Cậu xem chuyện này còn xin tiếp được nữa không? Xin. Cho dù thời gian một ngày cũng phải xin. Nhưng mà 500.000 tệ này nói với cậu, với gia đình cậu mà nói, chú xem đi, cho đó gom gần 400.000 rồi. Trong vòng 3 ngày thì chắc chắn là sẽ gom đủ 100.000 còn lại. 400.000? Số tiền lớn thế này thì cậu đã gom kiểu gì vậy? À gần đây cháu và người bạn muốn hợp tác mua hàng mục là có thể gặp mày, nên cuối cùng kiếm được gần 400.000. Câu nói này của cậu là tôi yên tâm rồi. Nhưng mà cậu nên gom đủ tiền càng sớm càng tốt. Ai mà biết được cấp trên cậu có thay đổi nào khác nữa hay không. Vâng, giờ cháu suy nghĩ cách. Mấy cái tiệm sổ số ở gần đây mình đã vào hết cả rồi, chẳng có giải thưởng lớn gì cả. Xem ra nếu như muốn nhanh chóng gom đủ tiền
thì vẫn phải đi cược đá thôi. Ý đi được, vừa hay tôi đang muốn tìm cậu đây. Chú Hải à, anh Lâm, tìm tôi có việc gì sao? Tí đường à, lần này tôi phải cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu đúng là thần y tại thế, y thuật cao minh vô cùng. Chú Hải à, chú quá khen rồi, tôi đâu có lợi hại như thế. Lần trước sau khi nghe lời đề nghị của cậu, tôi đã đến bệnh viện kiểm tra thử. Cậu nói y không sai chút nào, bởi mà tôi nhắc mắc phải là bệnh gan thật. Trước đây tôi cũng từng đi khám rất nhiều, nhưng mà bác sĩ đó cô chỉ chữa được không chữa được nguồn gốc, lại chẳng bác sĩ nào nói bệnh tôi bị bệnh gan cả, thế nên toàn là chữa theo kiểu bệnh dài dày, thảo nào lại không có thấy hiệu quả gì hết. Lần này đi khám ra là sờ gan giai đoạn đầu. Tiểu đường à, cậu giúp thì đã giúp cho tốt, phối vài thang thuốc đồng y cho chú Hải uống có được không? À đúng đó, tôi cũng tin tiểu đường có bản lĩnh này, không biết là cậu có bằng lòng giúp đỡ tôi có thể trả tiền mua bài thuốc của cậu. À không phải, đó là không phải, đó là trọng điểm. Chủ yếu là tôi không biết là có chữa khỏi được bệnh của chú Hải hay không nữa. Vậy chú Hải à, chú photo một phần bản báo cáo kết quả khám bệnh rồi đưa cho tôi, để tôi mang về nghiên cứu một chút đã nhé. Chú Hải anh Lâm, đi thông thả, hẹn gặp lại. Đột nhiên tôi cảm thấy để một nhân tài như cậu thì thôi làm việc ở trong tiền đồ cậu bé nhỏ này của tôi, thật sự là dùng người tài không đúng chỗ quá. Sao cậu lại bỏ y học dưới chừng vậy? Lúc năm tư sắp thi thực tập thì bố tôi mắc bệnh nặng, vậy nên tôi chỉ có thể tạm thời bỏ dở việc học, kiếm tiền cho bệnh cho bố. Học hành ngừng rồi thì vẫn có thể tiếp tục, nhưng mà bố thì chỉ có một mà thôi. Thời buổi này chẳng còn được mấy người con trai hiếu thảo như cậu đâu. Nếu như cậu có khó khăn gì thì có việc nói với tôi sẽ dốc hết sức mình để giúp đỡ cậu. Vậy chiều nay tôi có thể ra ngồi một lát không? Không thành vấn đề, ở đây có tôi trông coi rồi. Ui, cảm ơn chị Ngựa Hồng. Không được rồi, đến đá bên này cũng không có, chẳng có lụi ngọt tốt nào giống như lần trước cả. Hơn nữa mắt nhìn xuyên thấu của mình cũng không nhìn được quá sâu, e rằng phải để lộn mất rồi. Anh Đường, lại đến cuộc đá nữa à? Tiên đường vào xem thử thôi. Nhìn thấy chùa, hôm nay người đến cuộc đá đông cực kỳ. Đây đều là nhờ công lao của anh cả đấy. Hả, công lao của tôi? Chuyện anh cầu được phỉ thí băng chủng là tiền tức lớn. Anh cũng trở thành kỳ nhân cuộc đá được mọi người truyền tay nhau rồi. Ai già, chính là cậu ta kìa. Kỳ nhân cái gì cơ chứ? Cũng chỉ có thể nói là đến bài đến bà ăn may trúng được bà thôi. Nhi Hùng à, trên con phố này trừ cái tiệm đồ ngọc của các anh ra, còn có cái tiệm nào khác cũng bán nguyên liệu phi thí khô không? À có chứ, phố đồ ngọc ở chợ Hoa Điệu ấy. Anh muốn tới đó xem cậu đã không? Vừa hay ngày mai tôi cũng có việc phải tới đó một chuyến, đi cùng nhé. À được thôi. Hôm sau phố đồ ngọc chợ Hoa Điệu. Vinh Bảo Hiển, hoan nghênh quý khách. Wow, nhân viên nữ gì cũng xinh đẹp quá. Trần tiểu thư, tôi đến lấy chút đồ cho thầy Phạm. Tôi biết rồi, đồ anh cần đã chuẩn bị xong rồi. Hai vị này là bạn của tôi, Lâm Tử Hào, Đường Khiêm, bọn họ đều là dân giới ngọc thạch và đồ cổ. Xin chào Trần tiên sinh, hoan nghênh anh đến với Vinh Bảo Hiển của chúng tôi. Anh còn gì thì cứ việc phòng phó. Chào cô. Sắc mặt cô gái này hơi tái nhợt, mặt tường yếu ớt, nhiệt độ cơ thể hơi thấp, huyền nhợt do kinh nguyệt không đều, mắt chứng thiêu máu. Tuy chứng bệnh không nghiêm trọng, nhưng mà nếu không khám chữa cẩn thận thì qua một thời gian chỉ e cơ thể sẽ hư nhược vì thiêu máu, không có lợi cho sức khỏe. Muốn chữa khỏi bệnh này, dùng thuốc bổ máu bình thường là được. Thuốc bổ máu bình thường là cái loại thuốc viên bổ máu sơ cấp, còn dùng 10 gram ký tử, 12,5 gram dương quy, 5 gram bạch nhược. Đường tiên sinh, luyện chung với nhau bằng nước ấm thuốc bình thường là được. Sau khi luyện xong thì nặng thành một lượng viên thuốc lớn, mỗi ngày uống một viên, một liệu trình 7 ngày, uống 2 đến 3 liệu trình là khí huyết sẽ khôi phục, trạng thái kinh nguyệt không đều cũng sẽ bị mất. Thì ra là trừ quan sát sắc mặt bệnh nhân, còn có thể chuẩn đoán bệnh tình của bệnh nhân thông qua bắt mạch.
Wow, wow, wow. À, đồ tiên sinh. Hả? Tôi xin lỗi. Không sao. Lên tiên sinh, hoan nghênh anh. Mời các anh vào trong ngồi. Anh Đường à, vừa nãy ngắm hơi say sưa đi nhé. Cuối cùng thì tôi cũng biết thế nào là nhìn không rời mắt rồi. Không có khiến các anh chết cười rồi. Thật ra thì đây cũng là chuyện bình thường thôi. Ở con phố này, Trần Tiểu Thư được mệnh danh là Tây Thi Phì Thi đấy. Cô ấy là con gái duy nhất của đại vương Ngọc Khí Trần An Mậu Âu Văn. Chỉ là cô ấy cực kỳ khiêm tốn, không thích thể hiện nổi bật. Nếu không thì đã trở thành người nổi tiếng từ lâu rồi. Cảm ơn. Chú hơi ấm xuất lại này còn mang theo mùi hương nhàn nhạt. Đúng là một mỹ nhân không nhiễm bụi trần. Ý cộng đồng còn đúng. Mình đến đây không phải là để ngắm gái đẹp. Cược đá mình đến đây đã tìm đá mà. Nhi Hùng à, ở tiệm này của bọn họ có bán đá vị thí thuộc không? Không. Tiệm đồ ngọc này của bọn họ chủ yếu là bán các loại ngọc vị thí thuộc. Nhưng mà Trần Tiểu Thư cũng rất say mê cược đá. Tôi từng gặp cô ấy vài lần ở Bình Châu rồi. Mấy năm nay chắc là cô ấy cũng đã đến đây. Các khu trung tâm buôn bán nguyên liệu phỉ thúy chắc là cũng có rất là nhiều đá đấy. Gì sao? Để các anh phải chờ lâu rồi. Một số đồ ngọc mà thị phạm còn đồ ở trong này. Cảm ơn nhiều nhé. Phải rồi. Nghe nói anh cược được một khối vị thí rất tốt. Là bán chủng, ôi lời hại quá. Vẫn là chưa đạt tới bán chủng tiêu chuẩn. Nhưng mà cũng thuộc cái loại bán nội chủng rồi. Đây là anh Hào cược được. Tôi chỉ cắt ra giúp anh ấy mà thôi. Mắt nhìn của Lâm tiên sinh không tệ. Có thể giúp tôi xem một chút không? Trên tiểu thư cũng mua cờ đá sao? Hôm trước đến quản việc mua được một ít đá. Nhưng mà đa số đều chẳng có gì cả. Chỉ có một khối khiến tôi cảm thấy cũng được thôi. Nhưng mà chỉ một khối đá đã cược cắt dở. Hiện tại thì vẫn hơi vần vần. Không biết có nên cắt tiếp hay là để bán lại cho người khác. Tiêu Lượng đi lấy khối đá thù cắt dở hôm qua ra đây. Tột quả lại có đá cho mình thử nghiệm mắt nhìn thấu rồi. Trên tiểu thư, đây là một khối đá tốt đấy. Nhìn chất ngọc lộ ra từ nhà cát kia thì sao anh biết lồng lệnh như vậy, rõ ràng là ngọc thượng hạng rồi. Khối đá này đúng là không tệ thật. Có hơi tiền vòng rất lớn mà hiện tại cắt đá ra được một góc đẹp như vậy đã thành công phân nửa rồi. Có khi chất ngọc bên trong lại còn tốt hơn nữa. Nhưng mà gần đây tôi lại có quá nhiều khối đá cắt dở đã thất bại hết sau khi cắt ra toàn bộ. Vậy nên tôi rất là phân vân. Có một người bạn cũ đã chấm khối đá này rồi. Tôi muốn nhờ mấy người ở trong người như các anh cho vậy kiên trước. Xem thử nếu như cuộc tỷ lệ thắng là bao nhiêu. Để tôi xem thử. Tập trung tinh thần. Bên dưới lúc đã... Căn bản là đã có thể đoán được. Trên tỷ thừa, có thể lật mặt cái cục đá lại xem một chút không? Đương nhiên là được rồi. Lớp vỏ bên ngoài của khối đá này nhẵn mịn, vân xanh rõ ràng, là một khối đá màu biến hình, giá trị chắc chắn là không thấp. Đề giá là 120.000 tệ, mua vào 80.000. 80.000 cũng không lỗ. Người bạn kia của cô ra giá bao nhiêu? 300.000. Vậy cũng khá ổn rồi. Vậy các anh thấy cơ hội thắng cược khối đá này có lớn hay không? Cắt tiếp hay là nhường lại cho người bạn kia của tôi? Phiêu liều trong cược đá quá lớn, ai cũng không dám chắc chắn là nhắc cắt tiếp theo sẽ xuất hiện cái gì. Một đao thì được, một đao thì địa ngục. Anh Hào à, anh thấy thế nào? Một khối đá này thật sự là quá khó lựa chọn. Người ngoài thì nói không ổn lắm. Xem như Trần Tiểu Thư quyết định thế nào thôi. Thôi được rồi, vậy tôi để con nhắc thêm. Tiểu Lượng các khối đá này vào đi. Trần Tiểu Thư à, tôi có thể nói một câu không? Đường tiên sinh, có phải anh có ý kiến gì hay không? Trần Tiểu Thư, tôi trịnh trọng đề nghị cô nên cắt tiếp cái khối đá này ra. Tôi cho rằng nó đáng để cược tiếp. Nếu như cô cứ bán như thế thì vậy thì tiếc lắm. Anh dựa vào cái gì là suy đoán ra như thế? Có phải anh đã nhìn ra được manh mối gì rồi không? Chỉ là cảm giác của tôi thôi, trực giác ấy mà. Có lẽ cô không tin, nhưng mà tôi chân thành khuyên cô nên cược tiếp, đừng có bán cho người khác. Nhưng mà suy cho cùng cảm giác thì vẫn chỉ là cảm giác. Trong người cược đá này, biết bao nhiêu người chỉ vì cảm giác sai lầm mà thua đến thảm hại.
Hay là thế này đi, nếu như cô thua, tôi sẽ đền số tiền tổn thất cho cô. Còn nếu như cô thắng rồi, thì cô chia một nửa lợi nhuận cho tôi là được rồi. Như thế thì cô chỉ có lãi chứ không lỗ. Còn băn khoăn gì nữa không? Ây da, đại ca của tôi ơi, đây không phải là chuyện đùa đâu. 300.000 tệ đấy, tuy lần trước anh kiếm được số tiền lớn, nhưng mà cơ hội như thế này vô cùng hiếm. Sau này khó có cơ hội nào tốt như vậy nữa đâu. Cảm ơn anh đã suy nghĩ cho tôi như thế, nhưng mà tôi không thể để sự mạo hiểm này là cho anh. Muốn cược thì cũng phải chính là tôi cược. Anh này rất đúng. Chi bằng cứ tin vào trực giác mà đánh cờ bột ván đi. Tiểu Mộng, khối đá kia của cháu đã cắt chưa? Chú Hồng, ông chú Hồng. Ồ, cái cậu cũng ở đây à, Tiểu Mộng à. Mấy hôm trước cháu đã đồng ý với chú rằng 3 ngày sau vẫn chưa cắt khối đá kia thì sẽ bán lại cho chú. Giờ đã qua 3 ngày rồi, có phải là cháu nên thực hiện lời hứa của mình không? Thì ra người bạn muốn mua khối đá bên này với giá 300.000 lộn ta. Chú Hồng à, cháu đã suy nghĩ kỹ rồi, cháu sẽ tự cược, không định chuyển nhượng cho chú nữa. Ấy thế sao mà được chứ, đây chẳng phải là nút lợi ư? Cháu là đứa bé mà chú đã chứng kiến cháu trưởng thành. Cháu đã hứa với chú Hồng rồi mà, thì không thể nuốt lời được chứ. Cháu đâu có nuốt lời, hiện tại vẫn chưa hết thời gian 3 ngày mà. Là chú đến sớm thôi. À thôi được rồi, vậy chú không làm khó cháu nữa. Hay là hiện tại cháu cắt hết nó ra đi, còn ngay trước mặt chú, dù sao cũng chỉ còn thời gian không tới 1 ngày nữa. Vậy thì cắt ngay đi, nếu không cứ để cho chú mang đi là xong.